Xin chào tất cả mấy anh mấy chú đã trở lại kênh của em nữa nha. Thì hôm nay em lên ít máy điện với đồ nghề nữa nha mấy anh. Máy điện hôm nay em cũng có mấy cái thôi. Rồi thanh lý cái con máy cưa. Máy cưa nó mất đồ rồi, nó về bán về cho mấy anh lấy phụ tùng này kia được á. Còn bên này là đồ nghề ha. Thì kênh em á là giá thông báo đây tất cả đều bao ship hết. Khách mới vui lòng cọc giùm em 50 ngàn mới gửi hàng được nha mấy anh. Lưu ý giùm em ha. Rồi, thứ nhất cái thứ hai là mấy anh đặt muốn đặt cái món hàng nào bên em là cũng phải coi kỹ. Nghe em giới thiệu kỹ nó như thế nào, nó có phù hợp với cái công việc của mấy anh không? Rồi mình hãy đặt hàng ha. Rồi đó, thì khách mới thì vui lòng cọc giùm em. Rồi bây giờ em sẽ vô món đầu tiên của ngày hôm nay luôn. Rồi, em vô mã số 1. Số 1 của em là máy pin. Máy pin thì để em cũng chưa đếm nữa nhiêu cây nữa. 2, 3, 4, 5, 6 cây nha mấy anh. 6 cây giá 400, bao ship. Mấy cây này bắn mù hết, không có bao sóng. Em cũng không có thử luôn cho nên là không có biết nó sống chết như thế nào hết trơn mấy anh ơi. Con này là một con khoan 5 cấp chuột, một cấp khoan Natinatonon ha. Cây này nhiêu vôn? 7 vôn 2, không có vỏ pin nha mấy anh. Cái đầu hơi sáng sáng nè. Cái này nó còn cấp trượt nè, gô tô quay nhẹ nè, nói chung là gô tô quay còn được mấy anh ơi, nó còn cấp trượt cũng hơi, nói chung dạng cứng luôn rồi. Mấy con này thì về lấy phụ tùng cũng được. Rồi con thứ hai là một con khoan nati nữa, 9.6, nó tới 21 cấp trượt một cấp khoan, nhưng mà con này bị bể đít xíu nè, còn vẫn gắn vỏ pin được nhưng mà nó bể xíu rồi, con mì mới ha. Cây thứ ba là một con khoan nữa, nati nữa, con này cũng cổ quá trời cổ luôn ha. 5 cấp trượt, một cấp khoan luôn, còn vỏ pin luôn hay sao á. Cây thứ tư là một con bắn vít. Con bắn vít này Trung Quốc quá. Này thì 12V nghe mấy anh. Bắn vít 12V. Con này thấy cũng còn mới mới nè. Cái nó không có vỏ pin. Rồi một con nữa, một con bắn vít nữa. Con này hình như cũng Trung Quốc luôn nhưng mà nó cũng là 12V luôn, DC 12V ha. Bắn vít luôn. Mấy con này thì chắc nghĩ chắc còn chạy mà. Đầu vít nè, đầu vít thì còn được. Rồi cây cuối cùng là một con khoan Nati. Con này có vỏ pin luôn, nó cũng tới 21 cấp trượt một cấp khoan, 9.6 luôn em anh, có vỏ pin. Mã số 1 bán giá 400 ha, bao ship. Số 2 của em là vít mini. Số 2 vít mini nó gồm là một cái vít mini như vậy nè anh. Cây này thì cũng bắn mù luôn, em cũng không có thử nữa. Này thì nó sử dụng pin nha, 6V, hiệu gì nè, còn mới lắm, còn đầu vít luôn. Còn mà vỏ pin trong hình như là không có em anh ơi. Này gọi sao, ai da. Nè, này thì không có vỏ pin ha. Rồi với một cây này là một cây bắn vít. Vít này là vít điện tử á anh. Cái vít này á đè vô nó mới chạy nghe. Vít điện tử gì đó đè vô mới chạy. Mắt in da băng nè. Cây này hiện sử dụng điện 100V, công suất là 45W. Nó cắt dây điện sát luôn cho nên là con này em không có thử nghe anh. Cắt sát luôn. Thì hai mã nói chung là bắn mù á. À, cắt xác vậy làm biến gỡ ra thử lắm. Cái này gỡ ra phải nó gỡ đi gỡ hết luôn nhiêu đây nè. Cho nên là chồng em làm biến lắm. Bắn mù luôn. Mã số 2 130 ngàn. Chỉ thấy nó nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ mà. Làm biến lắm. Số 3, một con khoan. Một con khoan. Con này là con Gilby nha anh, đầu kẹp. Để em coi này. Đầu kẹp con này 10 ly, sử dụng điện 100V, công suất con này là 210W. Vỏ mũ khoan một chiều, một không đảo chiều. Đầu kẹp thì nó nói chung là cũng thấy còn mới ha. Máy nè, dơ. Nhưng mà được cái chạy cũng im nè. Lửa thì nheo ít ha, không nhiều. Lửa thì nheo cũng ít, không có nhiều nha anh. Máy chạy cũng im nhưng còn hơi dơ nghe, dễ máy vệ sinh ha. Mã số 3, 130 ngàn, bao ship. Số 4 là một con khoan nữa mấy anh. Trời trời, nó có cái cọng dây trối ở đây vậy. À, cái cọng dây nó
Còn dây cái đầu mở. Cái này thì nó đứt cái đuôi rồi, nhưng mà dây điện nè, còn xài được nha. Con này à, con khoan Hitachi vỏ nhôm, một chiều một không đảo chiều. Đầu kẹp con này 6 ly rưỡi. Sử dụng điện 100V, công suất của nó là 285W. Rửa nheo nè. Ít nha mà. Nheo quá chút rồi. Rồi mất tiêu luôn rồi. Máy chạy êm. Máy chạy rất là êm luôn ha. Mấy con này khoan sắt thì thôi, nó lì trâu luôn. Mạnh nữa. Mã số 4, 130.000. Số 5, 130 luôn. Lý do con này lỗi xíu rồi, bể xíu đây nè. Con này hiệu Makita, sử dụng điện 100V, công suất là 360W. Đầu kẹp con này 10 ly, còn tay cầm luôn vỏ nhôm một chiều một nha mấy anh. Thì nó bị bể xíu ở chỗ này nè mấy anh. Đó, cho nên là bán 130 luôn. Dây điện đồ mở còn luôn. Đó. Thôi có lửa rửa xíu nữa nè. Lửa này mà nói chung là xài cũng vẫn ok hơn đó, nó chứ không sao đâu. Lửa nè. Bên đây thì ít. Mà chạy em ha. Con này em bán 130 luôn, bao ship. Số 6. Ủa? Số 6. Một con khoan, con này có hai cấp nhanh chậm, có đảo chiều, có điều tốc. Đầu kẹp con này 13 ly. Hiệu là hiệu Boss hay gì? Khoan cho. Boss. New Zealand. New Zealand nha. Boss của New Zealand nha mấy anh. Tay cầm còn, dây điện đồ còn luôn. Đà, vậy bây giờ điều tốc nè, thử điều tốc trước đi. Điều tốc nè mấy anh. Điều tốc mượt ha. Đảo chiều nè. Đó, còn đảo chiều ok nha. Lửa nè. Cũng ít. Ở dưới cũng có nữa nhưng mà cũng ít, không có nhiều. Bây giờ là cấp nhanh nè. Cấp chậm nè. Nhanh nè. Ủa? Cái này mới nhanh nè. Cái này là nhanh nè nghe mấy anh. Ai biết. Cái này là chậm nè. Cái này là nhanh nè. Quên. Quên đọc như watt. Như watt. Sử dụng điện 100V nghe mấy anh. Còn cái A nó là nhiêu ta? Cái A nó là 550W nghe mấy anh. Con này 550W. Sử dụng điện 100V. Đầu kẹp 13 ly. Made in New Zealand, Vương quốc Anh hay gì đó. Mã số 6, giá là 350. Bao ship. Số 7 là một con khoan này có búa, nhưng mà nó không có đảo chiều nha. Con này hiệu Makita, vỏ mũ, dây điện đồ cũng còn nhiều lắm. Đầu kẹp 13 ly, có búa. Một chiều một hơi, không có đảo chiều, có hai cấp nhanh chậm. Sử dụng điện 100V, công suất là 580W. Để nè. Máy chạy nè. Có nhiều lửa nhưng mà ti ti có chút à. Chạy cũng im ha. Nhưng mà ngoại hình con này cũng còn hơi dơ dơ. Về mình vệ sinh giùm em. Chậm nè, cấp chậm nè. Này là chậm nha mấy anh. Nhanh nè. Đó. Rồi bây giờ em sẽ thử búa nha. Rồi búa nè. Vậy là hồi nãy em thử nó nằm ngay chế độ búa luôn rồi. Búa ok, búa đùng đùng luôn. Mã số 7 con này em bán giá 330, bao ship. Số 7 giá là 330.000, bao ship. Số 8. Chả giết. Ủa.
Số 8 là một con thổi bụi, con này hiệu Hitachi, sử dụng điện 100V. Công suất con này là nó 335W, vỏ mũ, còn cái dầu thổi luôn em anh. Nè. Cái này thì nó còn hơi có bụi. Có bụi ha. Nhưng mà vỏ mũ còn thấy cũng đẹp. Ai vậy? Dây điện thấy cũng còn nhiều nè. Điện ok hết nha. Con này không có điều tốc nha mấy anh. Cũng mạnh lắm. Con này là hút. Con này là ngoại hình ok hết nha, không có bể đâu hết nha mấy anh. Cái này mã số 8, 290 bao ship. Rồi tiếp mã số 9. Gì vậy? Gì ghê vậy? Gì mà cổ dữ vậy? Con này hiệu Black Tiger nghe mấy anh. Cưa lọng, sử dụng điện 100V. Còn công suất của nó nhiêu trời? Con này công suất nó 300W hả? Phải không? Không, công suất không thấy rồi. Chưa, từ từ để em coi từ từ cái. Cái mã này là Made in USA mấy anh, USA nha. Mã Mỹ, Black Tiger mã Mỹ. Rất nhiều. Nó không có để đâu. 2.9 nè, còn trên điện 100V. Nè, con này nó tầm 250W. Ngoại hình là cổ dữ thần cổ luôn nghe. Dây điện đứt rồi, nó chỉ vậy thôi nè. Ngoại hình thì nó hơi trống sơn xíu này, vậy mấy anh sơn sơn lại là đẹp á. Bàn thì đẹp ha. Còn cái đồ ấy lưỡi thì nó còn ốc không? Mất hết con ốc rồi. Mất hết con lục. Phải không? Lục giác nằm trong đó. Ủa? Lục giác nằm rút trong đó. Phải không? Ôi cái con này còn lục giác luôn nha mấy anh. Tại nằm sợ ở trong quá sâu quá em không thấy. Mã Mỹ luôn. Công tắc thì nằm đây nè. Thấy ghét không? Rồi thử điện. Siêu siêu cổ luôn. Thấy ghê quá. Dạ. Rồi. Vô thiệt lắm anh. Rồi. Đủ nữa, hết hồn. Vậy. Thấy ghê quá. Cái này đâu rồi? Chưa. Để em coi nó có lửa không. Đâu rồi? Có lửa nhưng mà nó nheo nheo rồi mấy anh ơi. Nheo nheo quá chút xíu lửa hà, không sao đâu. Cỏ quá trời cỏ luôn này, về trưng bày chứ xài gì trời. Mã số 9, nhiêu ạ? 200. 200 ngàn. Mã số 9, 200. Lấy cho gì, gì tự gắt. Số 10, con này con máy cắt Trung Quốc. Vỏ mũ em anh, dây điện đồ còn à. Trung Quốc nha, sử dụng điện 100V, công suất là 500W. Con này sử dụng đã cắt một tấc nha. Chụp lưỡi còn, ngoại hình là vỏ mũ nè. Còn mới. Chạy không thấy lửa. Nhưng mà chiêu đạn quá à. Cái này thì mấy anh về, mấy anh thay đạn nha. Cái này nó hơi bị chiêu đạn, chạy im đó. Nhưng mà không rung luôn. Nhưng mà chiêu đạn rồi. Rồi dục luôn anh ơi. Bể mẹ rồi nè. Rồi anh nào lấy con này em để cho mấy anh 150 luôn. Nó bị nước còn lặn đây nè. Còn nếu mà lấy còn không lấy thì thôi. Nước còn lặn xíu đây nè, 150 ngàn nha. Mã này 150. Tại em không thấy. Thấy hồi nãy em giục luôn rồi. 11. Một con máy mài siêu phẩm. Dây điện đồ còn hết. Dây điện này không biết có thay không. Không biết nha mấy anh. Em cũng. Dạ. Đích thì đích mũ, mình thì mình nhôm, đẹp ha, Hikuki luôn. Còn chụp lưỡi. Sử dụng đá cắt một tấc, sử dụng điện 100V, công suất là 720W. Con này nó sản xuất ngày năm 2019 nè, tháng 2 2019 ha. Quá mới luôn mấy anh. Im. Im gu luôn. Không giật, không rung luôn á mấy anh. Không có rung cái tay luôn, cầm rất là thoải mái luôn á. 11 ha, con này em bán giá 300. Bao ship 12.
Ôi, còn thằng ông nội này nó còn cái lưỡi thì ghê quá. Con này á là hiệu Ryobi nha anh, nó là nhôm nhôm, còn chụp lưỡi bọc lưỡi đầy đủ luôn, còn một cái lưỡi cắt luôn, dây điện đồ cũng còn luôn ha. Sử dụng đá cắt một tấc, sử dụng điện 100V, công suất con này là này là tầm nhiêu anh quá ta, 5A hả? Không, chắc 6.5 á, tầm 6, tầm là 6.5, tầm khoảng 600W lắm anh. Con này tầm 600W ha. Nè nó hơi bị chốc rồi nè, nó nhôm bị chốc nước sơn ở phần đít ha. Rồi, thử luôn nè. Con này có ấy không? Ghê quá, dịnh lại mới được. Nè, coi có lửa không? Lửa không thấy lửa em anh. Cũng im, không có giặt. Có đá luôn kìa mà nó cũng không có kêu nữa. Con này mã 12, 220.000. Bao ship? 13. 13 con của em là một con cắt gỗ nghe anh. Con này hiệu Makita vỏ mũ, sử dụng điện 100V, công suất là 520W. Nó thì nó cắt lưỡi cắt là 130 đến 140. Vỏ mũ con này đẹp nha. Nè quá trời đẹp luôn. Bạn thì là bạn sát bạn cũng đẹp nữa, nhưng mà tại em quấn nhé. Rồi để em kéo ra nè. Kéo ra về đi cho dễ ha. Lưỡi nó đang sử dụng là lưỡi thường em anh, rất là mới luôn. Lưỡi này ok, lưỡi thường ha. Sáng chân nè, con này mới lắm, không có thắng em anh. Con này không có thắng nha. Máy em ru phải không? Nhưng mà cái im lắm. 13, 220.000. Bao ship? 14. Một con cắt gỗ hiệu Hitachi. Bàn là còn đẹp nè. Đó, bàn còn thấy nước sơn luôn á. Còn titan mấy màu luôn. Lưới đang sử dụng là lưới thường nha. Vỏ mũ luôn. Con này nó nằm cái tem nằm đây nè. Sử dụng điện 100V, công suất là 665W, sử dụng đá cắt 160 nha anh. Con này nói chung là thấy cũng còn đẹp á, em không có chùi gì hết trơn á, mà nó vậy là thấy nó còn đẹp rồi đó. Tại vì máy nó còn mới anh, mới quá. Con này thì nó cũng không có thắng từ luôn. Nữa con này thì cũng có nheo nheo nè. Cũng có nheo lửa xíu ha anh. Con này em bán cho má 230 thôi. 230 thôi nha. 230 thôi. 14 230.000. Bao ship? Thì mấy lửa nheo nheo đó về mấy anh muốn khắc phục đó thì mấy anh tháo than nha, mình coi nó có dơ không. Còn không thôi mấy anh xài vậy luôn cũng không sao chứ á. 15 nha, một con cắt gỗ nữa, con này hiệu Ryobi vỏ mũ luôn, sử dụng điện 100V, công suất là 1010W. Thì cái con này sử dụng đá cắt 160 đến 165 nha mấy anh. Ở bàn đẹp nè, bàn đen hù lùi luôn. Lưỡi này đang sử dụng lưỡi hợp kim. Lưỡi hợp kim này còn dày lắm nha. Me nó còn dày. Hình như là không có mẻ cái nào luôn mấy anh ơi. Ủa? Cái này nó mẻ chút xíu nhưng mà còn me nè, dễ mấy anh mài được á. Cũng như là cho mẻ một găng đi. Rồi, một găng. Thử luôn. Thắng từ luôn. Cái cây này thì nó bị gãy ở cái chấu ở ngoài, nhưng mà không sao, cái này không bình thường, không sao nha mày. Máy chạy im quá. Có đá lửa có chút xíu à.
quá em. Ăn ọc ọc. 15 con này bán giá 300. 16. Một con cát gỗ, con này có đèn luôn em anh, hiệu Hitachi bàn Atemon ha. Sử dụng, ủa, con này đầy cao nè. Sử dụng điện 100V, công suất là 1150W. Nó sử dụng đá cát là 157-165. Hiệu Hitachi, mã là C6MVIA ha. Lưỡi đang sử dụng là lưỡi hợp kim luôn. Rồi lưỡi ok luôn, không có mẻ găng nào hết, bàn thì đẹp. Có đèn chợ sáng luôn em anh, công tắc đèn nằm đây nè. Dây điện thì có quấn keo chút xíu, dây điện còn dài nhưng mà có quấn keo chút xíu nha. Nè bóng đèn nè, dạ. Hai đèn luôn, là ba bóng. Rồi em thử luôn nha. Cái con này có đề ba mềm nha em anh, để ý đi, là mình bật lên á, nó chạy én lên nó mới mạnh lên nha, chứ không phải là vô là mạnh cái đồ như mấy cái con kia. Nó đèn rất là nhẹ nhưng mà vô tải là nó vẫn mạnh nha, tại vì công suất nó tới 1000 mấy lận, nó có thắng cái gì đó đề ba mềm á đó. Nè mấy anh để ý nè nha, dạ hả, có đề ba mềm á. Nữa thì con này cũng có nhau chút xíu, ít không có nhiều, mạnh lắm. Mười sáu con này em bán giá 380 bao ship. 19. Một con cắt này, con cắt gạch. Trời ơi, cái này nó có túi bụi luôn nè mấy anh, túi hộp bụi của Makita, túi zin luôn. Con này cắt gạch ha, hiệu Makita, sử dụng điện 100V, công suất là 680W, sử dụng đá cắt là 119 đến là 125. Bàn là bàn sắt. Rồi cái lưỡi này ăn tiện cái lưỡi này nữa rồi mấy anh ơi, cái lưỡi này là còn đẹp nha. Lưỡi này đang sử dụng là lưỡi cắt bê tông 125 hay gì đó, mà lưỡi này còn sử dụng được, còn rất là dài luôn. Lưỡi này bao sử dụng luôn, sử dụng ngon lành luôn, nó rất là dày luôn phải không, còn không nó mòn mòn cái này hết rồi. Rồi giờ bật không biết cái con này lên có bụi không nữa. Dây điện đồ thì còn dài lắm nè, dây điện là rất là nhiều luôn mấy anh ơi. Rồi thử luôn nha, còn túi luôn, nó cũng có thắng từ luôn. Cái này không biết kỹ xuống, cái này nó hơi cứng cứng. Cái bọc lưỡi này nó hơi cứng cứng một xíu, mà anh Tân dặn rồi ha. Lưỡi thì nó nheo nheo nè đó, lưỡi nó có nheo nhưng mà cũng ít không có nhiều nha anh. Thắng ăn hay không, đâu có thắng ọc ọc luôn. Mã 17, con này em bán giá 350 bao ship. Hả? Hết khoan. Này mười mấy? 18. 18 là một con khoan này giống như Trung Quốc vậy đó mấy anh, nhưng mà không biết phải không nữa. Nó có hai chức năng, một là chức năng khoan bê tông, hai là nó khoan nó đục. Nhưng mà bây giờ nó còn đục không à, nó hết khoan rồi. Thì vậy mấy anh có biết thì mấy anh sửa ha. Bán giá này về cho mấy anh sửa dây điện đồ thì còn nè. Dây điện thử ra nè, thử có lửa không? Cái à. Ờ có chút à. Cái để vô cũng hết tay à. Cái con này có lửa chút à. Ô láo xay mà thôi kìa. Gì vậy cha? Vậy là nó không còn khoan không được. Đấy không? Nó chỉ khoan có búa thôi.
cái chức năng giờ nó khoan không, nó khoan hết được, khoan không được. Nó chỉ, nó chỉ còn chức năng chỉ, là khoan búa thôi. Bán 3 bữa. 3 rưỡi. Tặng cho mấy mũi khoan đó luôn. Thì cái đầu này là nó sử dụng mũi bót á, mũi gài bót á. Sử dụng mũi này nè. Trời, mũi này không dụng rồi, mũi bót mà. 18 con này em bán giá 350 nha mấy anh. Lưu ý nha, con này bây giờ nó chỉ có khoan búa thôi, còn khoan thường nó khoan được. Còn nó hiệu gì cũng không biết luôn. Quên đọc cái hiệu cái ấy nó công sức nó nữa anh ơi. Chưa đến nhắn mũi dụng. Con này thì mấy anh cứ cho là nó Trung Quốc đi. Ừ. Giống Mỹ chích ngựa luôn. Công sức 1.100 đồng Trung Quốc. Cảm nhận có đóng của trao. Thì khá con này giống của Mỹ, giống ghê luôn. Nhưng mà cái tem nó không có đóng. Cái này thì nó để là sử dụng điện 100V, công suất là 1150W nha. Cái gì vậy? Ai biết, này mấy anh muốn nha, cho nó là Trung Quốc là nó Trung Quốc, mà nó Mỹ là nó của Mỹ. Em cũng biết thiệt mà ngoại hình này giống của Mỹ lắm, mấy anh không giống Trung Quốc miếng nào hết trơn. Giống Mỹ dữ lắm, tại Mỹ thường thường nó ô về lắm, nó bự vậy nè. Thường thường rồi, còn Mỹ là cái gì nó cũng bành bành vậy, không phải chuyện qua cái đánh bá đâu, chà bá lửa luôn. Đồ của Mỹ là cái gì nó cũng bự á. Rồi tới tiếp tục. Rồi, 19. 19 là một con máy đục, con này hiệu Makita. Đục này là đục 21 ly nha anh. Con này 21 ly lận. Tặng cho anh một cái mũi đục luôn nè. Đâu rồi? Con này mới. Ngoại hình là tầm, trời ơi, nồi dây điện nè mấy anh ơi. Trời ơi. Hiệu Makita sử dụng điện 100V, công suất là 1000. Ủa? 1050W, công cái tua của nó, cái dòng tua của nó là 1900 nha. Còn cái mã của nó là 8900S, cứ tra mã này lên mạng nha mấy anh. Mấy chục triệu liền. Con này rất là mới luôn. Dạ. Nó, ngoại hình nè, sáng trưng ha, không có vệ sinh luôn á, chỉ vậy thôi, bán thôi á, không có vệ sinh. Mà nó mới à. Tặng cho anh một cái mũi đục luôn, rồi thử ha. Này thì nó chỉ đục thôi phải không anh? Ừ. Mấy anh lưu ý, mấy cái con này nó sử dụng nhớt á, về coi hết nhớt người ta châm vô nha. Có chỗ nhớt ở đây nè. Thì mình coi chừng nào hết nhớt mình châm vô, cái này xài lỗi có nhớt mấy anh đục được. Nhầm khi nó, anh mấy anh xài một thời gian mà nó không có đục nữa là lại bị hết nhớt á. Không còn đẹp. Nhìn mấy con ốc này biết nè. Ừ. Nhưng mà học mấy cái đồ tay cầm thôi, gì chế, găng nữa. Để anh gỡ ra đi. Ừ. Gỡ ra đi cho chắc ăn. Để anh Tân gỡ ra luôn mấy anh ơi. Và trong khi tháo ra thì mới phát hiện một điều. Là cái đít này nó cũng bị hư rồi. Cái nó có cái miếng chim. Nó có mà. Cái vòng á mấy anh, cái vòng này bằng mũ nó chim cục đạn á. Để cho nó còn dính dính đi. Cho nó hư, nó mục cái hư con rồi. Này cái con á. Hên là em gỡ ra như vậy thì cho nó đơn giản đúng không? Vậy thì em có thể là bán rẻ lại cho mấy anh. Còn cái gì? Nhưng mà anh em bán cái giá này xong vậy mấy anh gỡ ra vậy cái mắc mệt nữa. Chân mới chát luôn. Trời, anh lấy điện, lấy đèn coi vô. Hả? Lấy đèn chi? Nữa. Mới chát luôn. Nói chung mà còn mới lắm nhưng mà có cái là cái con. Mới chát luôn. Hư cái con đó thôi. Đa số là hình như cái đầu đó là đều hư nè, mà không chị. Ngờ luôn là biết chưa, không ngờ là nó không ngờ nó mới mà nó hư cái đó uổng quá à, thiệt luôn á. Không dùng Makita là vừa phải làm đứt luôn. Tiền lợi mỗi đồ phải tặng nha. Máy chạy thì ok đó, lửa không có, lửa thì nói chung mình nheo nheo thôi. Ngoại hình thì mới, gọi giờ bán con này nhiêu giờ? 600 hả? Nhiêu? Mấy nhiêu? 550 thôi. Vậy? 550 thôi. Đúng rồi, uổng quá à. 550 thôi. Uổng thiệt luôn á, máy đẹp mà. Rồi 550 thôi em ơi. Tại vì em không gỡ ra em để em thử. 19 thử vậy à. Con này giá 550 nha mấy anh. Mới thôi là em gỡ ra, không thôi mấy anh mua về là cũng nói chung là phiền mấy anh lắm.
Phiền cũng phiền em nữa biết gì không, rồi mất công người trả gửi lại nữa mất công lắm. Chẳng hà về nè cho mấy anh thợ ai làm được á thì mua, còn mấy anh khách xài thì hơi khó xíu. 19.550 con đó mà thôi thôi luôn á, về mấy anh lên điện lại đi, xong rồi bán là mấy triệu liền. Ồ mà đâu đâu hư đâu, lên điện làm gì không, mà nếu muốn lên điện á, nếu muốn lên điện 220 con 20 là một con cắt rảnh, con này hiệu tô qua nghe mấy anh, dây điện đồ nó cũng còn nhưng mà cũng có nói nha, sử dụng điện 100V công suất là 1150W, cái bàn nó còn luôn, ủa cái cử nó còn luôn. Con này ngoại hình thì nó cũng còn đẹp đẹp đó nhưng mà nó hơi dơ, dơ lắm. Mấy cái con này thì về vệ sinh lại giùm em ha. À, cái này nó móc được bao nhiêu phân nó không có để, nhưng mà nó đang sử dụng cái lưỡi rất là lớn. Ồ lưỡi này bự à, 3/6 luôn á anh ơi. Ừ? 3/6 3/2 3/2 3/2 nghe mấy anh, nó đang sử dụng cái lưỡi móc 3/2 ha. Rồi thử đi nè, cái tay cầm này bị đúc đắt nè. Ờ cái tay cầm nó bị vấn đề rồi, dặn luôn đi. Tay cầm hư rồi, vậy mà anh có thể chế cầm khác cũng được nè. Ủa đâu thấy gì đâu nè, cái tay cầm thì nó bị vậy đó mà anh, vậy mà anh chế lại ha. Rồi thử điện dài, như điện còn dài lắm. Con này 450 nè. Rồi trời bán dạ. 4 nữa. Dở dở lên chút. Yeah. Rồi. Giờ mình đóng cài. Có nhiều lửa nhưng mà nó nhiều có chút xíu à, ít không có nhiều. 20 nha, con này em bán giá là 450 bao ship. Ừ, bụi này còn dơ nè. Nhớ là bị hư tay cầm nha anh. 24.50 mấy con đó bán cho vui thôi chứ không có lời mấy này, tính ra từ ship luôn rồi lỗ từ ship luôn. 21 ghi em ơi, con này là một con cắt bàn, con này hiệu Ryobi thì chụp lưỡi bọc lưỡi đều còn. Con này nó sử dụng điện 100V công suất là 1450W thì nó là lưỡi nó đang sử dụng á là lưỡi 3 tấc lẻ 5 nghe mấy anh, tua là nó là 4200, lưỡi là nhớ nha, lưỡi là lưỡi nhỏ đó, còn bàn là bàn sắt, 4 cục thun là còn nguyên, eto là eto kẹp thường còn eto luôn. Ngoại hình con này á tay cầm này bằng mũ nhưng mà cái này nó nhôm á cho nên là nó hơi bị gỉ tróc nước sơn thôi, chứ thật ra con này còn đẹp, bàn còn đẹp nè, bàn này bằng sắt nha mà còn đẹp nè ha. Cây chén ở trong vẫn còn luôn em anh, máy chạy im nè, lửa nó nheo quá chút phải không, lửa nó nheo rất là ít luôn, máy chạy im không có kêu đạn, nhưng mà eto là eto kẹp thường, ga vô là ngon lành, nó vô là được nha. Có một cái là cái máy bị oxy quá, nó bị tróc nước sơn thôi mấy anh, bị tróc nước sơn thôi chứ cái con này là còn ngon lành, về xài luôn cũng được, còn ai muốn đẹp đẹp thì sơn lại. Cái con này mã 21 giá là 950.000 bao ship nghe mấy anh. Rồi tới cái con này mã 22 game 22 một cái con cương xích, nhưng mà cái con này mất đồ từ lượt vô chân, nó chỉ còn vậy thôi mấy anh. Cái con đó cộng gì dữ vậy, dây lên ga nó nè, dây lên ga sao vậy vậy, gì kỳ, cái cộng dây ga sao nó dài dữ thần ôm vậy, nó nhét đâu trời. Thì cái con này về cho mấy anh thợ lấy phụ tùng thôi nha, thì lửa còn lửa luôn mà nó còn hịch luôn, nó đâu có dính lòng đâu đó, chạy luôn nè, chạy luôn hả. Ừ trời ơi thấy xấu quá luôn, vậy mà còn chạy mắc cười quá à. Xăng không có xăng bóp này mà, cái gì bóp đâu,
Rồi. Em, nó không chạy em chạy nha. Không có xăng hả? Thì nói chung là vậy rồi, bán mấy trăm ngàn, 330 ngàn. Rửa nè. Đó, rửa tẹt 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 tẹt. Lửa tẹt tẹt luôn, nói chung là bán mù, bán xác mà nó còn thịt 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 không dính lòng này kia rồi cũng ngon rồi. Rồi, mã này là mã 22. Con này thì em bán giá 330 ngàn. Bao ship lửa, hình như là nó mất cái chụp ngoài thôi, cái áo ngoài thôi mấy anh, như là bộ lam à. Chứ em thấy là cái con này nó sao nó ở trong thì còn đầy đủ phụ tùng, bình xăng này kia rồi còn đầy đủ hết. Mà có cái là mất cái vỏ ngoài à. Con này không biết hiệu gì ta. Biết. Sao em biết được? Có tem này mà mất. Rồi. Rồi tới đầu ngày nha, hết rồi. 12, 300, hết đầu điện rồi. 330. 22 330. Rồi, tiếp mã 23 nha mấy anh. 23 là cái một cái bàn cắt giấy. Cái này nó bằng sắt nha. Còn có nó kẻ mấy cái lằn này nè là còn thấy gành gạnh luôn. Còn thấy số gành gạnh luôn nha. Có cái tay cầm này nè mấy anh, nó bị chóc một mấy xíu nè, nè. Cái này về mình lấy miếng băng keo mình quấn lại cho nó giữ lại cứng, mình cầm cho đừng đau tay. Ủa? Chích ngựa gà trời ơi. Hàng gì em thấy dở hoài sao không lên. Thấy ghét vậy. Ủa sao kỳ vậy? Rồi cái lưỡi nè, lưỡi này nó hơi bị dính nước vàng vàng xíu thôi nè, chứ là không mẻ nha, bán dữ lắm. Cái này em có đang xài mấy cái luôn, hai cái luôn, nó bán ngót rồi mấy anh. Tại em á, nó cắt ba cái quá đơn á, cho nên là nó có xài cái này một cái. Em thấy còn cái này thôi em đem lên bán luôn, bán lắm nè, bán ngót luôn. Chết ngựa rồi, xả gác nữa rồi. Còn sao nè, để em cho mấy anh coi sao. Thấy ghê lắm nha, cái lưỡi này cũng phải thấy ghê lắm nha mấy anh. Đứt tay như chơi á. Bằng sắt. Ở dưới này thì bốn cái một thun đều còn, mà có cái cục này nó hơi bị mất mớp một xíu. Nè. Đó. Cũng nặng lắm à. Nặng lắm á, 4kg, 5kg gì lận đó. Mã 23 con này em bán giá 400 nha mấy anh. Trời ơi, như mới luôn á. Ủa nó hiệu gì nè quên nữa. Hiệu là Uchiha gì nè. 23 400. Ừ. Coi 24 bịch kéo. 20 bây giờ đủ hết. Trời ơi. Trời. Bịch kéo. Kéo này thì nó gồm một cây dao gọt giấy nhỏ nè. Một cây dao gọt giấy lớn. Cũng xịn không chứ bộ, còn đít luôn nè. Rồi một cái cây mà bấm ghim á, hiệu có gì không biết hiệu gì nhưng mà có da băng nè. Một cây kéo, cây kéo này thì nặng lắm nha, cũng hơi nặng á. Một cây kéo cắt kiểu cắt sống á, giận sống á mấy anh. Anh lấy em cái miếng giấy ơi, cắt nó dạng gần vậy nè. Đó. Cái này thì có chữ luôn. Ruby hả? Ôi cái này bự quá sao cắt nổi. Nè. Một cây kéo. Kéo này mình có thể mình cắt giấy tập này kia đâu đó. Nói vậy chứ mấy này là mình đồ nhà mình xài không nè. Đây cũng một cây kéo này cắt bo gốc hay gì nó nghiêng bên nè. Một cây kéo biết. Cây biết này cũng nặng ha, với đan cây nữa mà. Lưỡi không mẻ cắt còn ok hết á. Rồi một đống vậy luôn nè. 150 ngàn. Mã 24 150. 24 150 nha mấy anh. 25 bịch dít. Chết. Lũng bịch rồi. 25 bịch dít mini. Đây. Nó gồm là hai cây dít, một cây này hiệu là Hot Yan, một cây dẹp, một cây ba ke, một cây ba ke này là cắn cây ha. Có hiệu luôn nè mấy anh. Có hiệu gì luôn đây nè. Đầu ba ke với đầu dẹp này thì đẹp. Đẹp luôn. Còn siêu đẹp luôn. Dặn ngon lành. Một cái cây dặn ốc nè. Này thì dặn vô nè. Ga nè. Rồi công no nè. Ủa.
Rồi con no nè là không có dặn tới đâu được hết trơn á. Còn mấy cái đầu dít thì nó còn nằm trên đây nè. Một nè, đầu ba ke lớn, đầu ba ke nhỏ, đầu dẹp nhỏ, đầu dẹp lớn. Với đầu dẹp vừa vừa nữa nè. Ba đầu dẹp, hai cái đầu ba ke ha. Với gồm 6 cái dít này. 2, 4, 6. 6 cái dít, dít cắn sắt này anh mà nhỏ nha. Đầu thì nó gồm là ba cái ba ke, ba cái dẹp. Đây đâu, ba cây ba ke ba cây dẹp này là còn dặn được ngon lành hết nha. Với một hộp này, một hộp dít mini. Cái dít này thì nó có chữ made in Japan từng cây luôn. Dẹp nhỏ, dít nhọn, dẹp là dẹp vừa vừa, rồi nhọn lớn, rồi đầu ba ke, một cây nhẫu đinh hay gì nè, một cây ba ke nhỏ nữa. Một cây trừ một cây 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 dít dẹp, rồi một cái cây này dạng ốc hay vậy á. Tự nhiên nói quên lãng luôn á mình. Không biết cái đó phải là triệu chứng của mình chích ngừa hay không. Sao cũng gài hay quên quá. Đó, xịn lắm, hộp này xịn nha. Mới chát luôn chưa xài. Rồi mã 25, 230.000. Bao ship 26. 26 của em là một bịch dít, nó gồm là 12 cái dít, giá là 170, bao ship. Gồm 6 cái dít cán mũ. 6 cây, 2 4 6 cây. 2 cây dẹp, còn lại là 4 cây 3 ke. Đây, mấy cái đầu này thì còn đẹp hết, còn sử dụng ngon lành nha. Em đã vệ sinh sạch sẽ, có mấy cái cán này nó hơi dơ, không có chùi thôi. Bán có 170.000 chùi nữa lỗ luôn mấy anh ơi. Chùi cho sạch trơn nữa là lỗ luôn á. Rồi cái này là 6 cây. 6 cây 6 cây dít cắn cây nha. Gồm là 4 cây đóng luôn nè. 2 cây 3 cây dẹp, 3 cây ba ke, có một cây dẹp, cây ba ke lớn. Có cây ba ke này là đầu lớn nha, còn đẹp nha. Đầu này còn đẹp không à. Rồi mã này là mã 26 107. Em bao ship luôn. Rồi tới 27. 27 là một cái combo nè. Nó gồm là một cây búa gò, cán còn đẹp ha, đầu đóng nè cũng thấy còn đẹp đẹp luôn. Đầu gò nè, còn đẹp. Đó. Rồi một cái cây ngoai kẽm. Cây ngoai kẽm này size lớn nha, inox. Quay nhẹ nhàng luôn. Một cây đục, đục này cũng có xài rất là ít luôn, đục dẹp xài ít ha, 16 nhân 1 tấc 75 phi là phi 16. Một cái thước cây. Thước cây này thấy số gành gạnh luôn nha. Hai đầu này còn luôn nè. Cái thước này còn sử dụng ok. Bên ra bên vô nữa ok. Bằng cây nha. Một cây xà cây. Cây này để em đo coi. Size là 2 tấc 7 nha. Đầu nhổ đinh nè. Còn đẹp. Một cục lập lòn. Hiệu con gà nè. Made in Japan 550g. Còn nước sơn rất nhiều. Mã 27, 230. 28. Kìm, dít. Thì cái bộ này nó gồm tới 3 cây dít lận mấy anh. Một cây dít đóng nè. Đóng này là đóng xịn luôn. Cán cây. Hiệu Vixel luôn nha. Cây này hiệu Vixel luôn. Đầu ba ke quá đẹp. Nè, đầu ba ke đẹp lắm. Đó, em lựa mấy cái đẹp không à. Còn mấy cái xấu em dục luôn. Ha, còn hai cây này, một cây á là dẹp, một cây là đầu ba ke, hiệu Vixel luôn. Cây này hiệu Vixel nha, da băng hết nè mấy anh. Nè, da băng nè thấy không? Cái này cũng có da băng nữa nè. Nè. Đó. Hai cây. Rồi một cây kìm nhọn. À, cái cây kìm nhọn này là hiệu Hot Gian. Nó cũng xi nè, xi trắng nha, mỗi nhọn ok để kìm cắt cái cắt nó nè. Cắt nó cũng còn bén luôn nha. Đó, cắt cũng còn đứt. Một cây kìm cắt. Kìm cắt này có lỗ tước dây điện luôn, nội địa Nhật luôn nè. Hiệu là hiệu hiệu gì đó em biết đường em đọc nhưng mà nó có nội địa Nhật. Đó, cũng còn hơi gích gích xíu ha. Này thì nó có lò xo nữa nhưng mà lò xo này mất tiêu rồi. Nó gích gích xíu rồi. Nhưng mà cắt còn bén, cắt nó cắt còn bún tèo tèo luôn á, cắt ngọt nha. Với một cây này hiệu mé ghi. Hiệu mé ghi là hiệu xịn rồi. Nhưng mà cây này mẻ lỗ rồi. Mẻ lỗ này nhưng mà đó, này là mình còn cắt vô tư thoải mái luôn. Găng thì còn đẹp. Cái găng này nè nghe là còn đẹp. Còn cái này lưỡi cắt nó còn bén. Nè
cắt ở ngoài á, phía ngoài á là nó còn bén lắm, mỗi phát luôn. Ở trong nè, ở trong cắt cũng còn đứt luôn. Em cắt cọng dây điện bự lắm á mà còn cắt được ha. Mấy anh cắt cái cọng dây điện nhỏ tránh ngay cái lỗ mẻ nó là ok. Lỗ mẻ nó nè, phần ở trên này còn rất là nhiều, mấy anh có thể là cắt được hết trơn à. Đây em đang cắt cọng dây điện bự mà em cắt còn ngon lành mà. Rồi mã này là mã 28, 250, nội ba cây này thôi là ok, ngon lành luôn rồi. 28, 250, 29, 29 là cũng hai cây kèm, một cây kèm cắt, một cây kèm gan với một cây kèm bấm cót. Một cây kèm cắt này á thì lưỡi không mẻ nhưng mà nó cũng không có hiệu, size hơi nhỏ nha. Cây này size có một tấc 15 thôi à, nhưng mà không có hiệu luôn, nhưng mà bén. Nọ, bén chát, bén ngót không? Cắt bún tèo tèo luôn, cắt cọng dây điện chả bá lửa luôn á mình. Một cái cây này hiệu gì đây? Hiệu gì trời? Có hình nội địa Nhật nè, quá trời chữ luôn đó. Mà không có vỏ bọc nha, size là 2 tấc 1, găng là không mẻ luôn, găng đó rồi nó cũng không có ấy thôi, không có dập gì hết trơn nha mình. Nè cũng bén luôn, cắt vẫn còn đứt nha. Đó, đó, một cây kìm bấm cót. Một cây kìm bấm cót, cái này thì bấm cót được 1.5, 2.5 và 6 chấm. Rồi bấm cót ở đây luôn, rồi tuốt dây điện từ 0.75 cho đến 6 chấm luôn em anh. Cây này còn sao còn mới nè, size 2 tấc 1. Để cắt dây điện coi đứt không nha, cắt động dây điện bự luôn. Rồi, đứt luôn, cắt dây điện bự đứt luôn mấy anh ơi. Một phát một luôn. Hai cây này 160.000. Mã 29, 160, 30, hai cây kìm bấm cót. Cũng cái này bấm cót được 6 chấm nè, 2.5, 1.5, cắt dây điện, tuốt dây điện ha. Đó, cắt thì nói chung còn đứt nha anh, nhưng mà không dây điện bự quá em phải gồng luôn. Tại vì em cái lực tay em nó yếu quá anh, phụ nữ mà lực tay yếu, cắt cọng dây điện bự luôn mà nó vẫn đứt luôn nè mấy anh. Thì cọng dây điện nhỏ vô phát một. Với một cái cây kìm bấm cót, bấm cót này em nghĩ là cổ nha, hiệu là alloy gì nè, gì đó, nói chung là cũng có hiệu nha. Một đống ở đây luôn nè, chữ luôn. Ở đây cũng có hiệu nữa nè. Nó bấm được là 1.5, sau rồi để là 1.5, rồi ở dưới là 2.0, rồi ở trên đây là 3.5, rồi ở dưới là 5.5, rồi ở đây là 8 chấm. Em không hiểu, cái này là em không hiểu, không biết thiệt nha mấy anh. Mát, ủa? Osaka da băng nè. Trời ơi, hiệu, hiệu tôm. Sao có con tôm ở đây nữa, tại gì kỳ vậy? Da băng ha. Cây này thì size nó nhiêu đây? Size 2 tấc 6. Rồi, hai cây này mã 30, 160.000. Bao ship 31, hai cây kiềm quả. Một cây này là không có hiệu nhưng mà nó còn sáng mới ha. Găng thì cũng còn găng, chôm chỏ mà. Dấu thì cũng còn ít, nó dấu ít chứ nó không có bị sẹp nghe mấy anh. Nè, găng còn chôm chỏm luôn. Một cây. Với một cái cây này hiệu Ton, size 2 tấc rưỡi, có hình logo nội địa Nhật. Thì nó cũng còn trắng, nó hơi đen đen xíu phần này nè. Phần này hồi nãy nó dính nhớt á anh, hơi đen đen xíu, da băng luôn. Miệng này nè, nó cũng hơi có dấu một xíu nữa phải không? Nhưng mà vậy là em thấy tương đối đẹp rồi đó. Nè, thấy không? Miệng như thế này là thấy tương đối đẹp rồi đó. 31, 150. 32, một cây kìm cộng lực. Bộ này tới hai cây kìm lực không nha. Một cây kìm lực này nó không có vỏ bọc, nó cũng không có hiệu luôn. Nhưng mà được cái lưỡi nó không mẻ, lưỡi nó đẹp mấy anh. Nè, thấy không? Cắt ngót luôn. Kìm cộng lực này là siêu bén luôn, nóc ngọt luôn nè. Cắt thử ngoài cái đầu luôn rồi. Trời ơi, đã quá. Cái nào bén bén cắt lại phái, cầm này cắt hoài. Một cái cây này hiệu MCC, có MCC luôn nè. Cây này cắt cái mỏ dãnh cong lên á, rồi nó còn vỏ bọc luôn, nhưng mà có cái mất lò xo rồi. Con này mất lò xo, nhưng mà lưỡi còn khít nè. Cắt cũng đứt luôn, nhưng mà nó mất lò xo thôi, nhưng mà lưỡi còn khít.
Nó cắt cái là đứt luôn ha. Hai cây này em bán giá 150 luôn, 32 150. Rồi tới 33, ba cây kéo ton. Một cây kéo đuôi cá nè. Cây này size tấc 6, ồ cây này đẹp. Một cây này cắt thẳng là size 2 tấc 7. Một cây cắt sống. Cây cắt sống này size là 2 tấc 85. Có mọc có chữ gì nè, nhưng mà nó có khoan hai lỗ đây ha. Lưỡi là hông mẻ nha mấy anh. Mà mấy cái này mấy anh lưu ý về mình phải mài mài lại chút xíu cho nó bén nha. Tại vì cái này em không có mài cho nên nó không có bén được, không có được bén thun á. Rồi tới cái cây này lưỡi là lưỡi lưỡi cái cây này thì để coi có mẻ không. Nó hơi có nhầm chút xíu à, có chút xíu xíu cái này luôn nè. Không có nhiều ha. Nhưng mà lưỡi còn khít lắm anh ơi. Cái này về mài và bén. Với một cây kéo đuôi cá này có chữ. Thì cái mỏ này nó bị gãy mỏ rồi, không có được nhọn nha. Nhưng mà lưỡi được cái là cái này lưỡi dày là còn đẹp lắm rồi. Đó, lưỡi dày là còn đẹp ha. Nó sơn còn đen thù lùi luôn. Rồi, 33 160 ngàn, 3 cây 160. Rồi, tới 34. 34 là cái combo này nè. Nó gồm thì là một cái cây thước. Cái thước này hình như có 2 mét hả anh? Mất tiêu tem trơn rồi. Mà ở trong thấy còn rất là mới luôn. Có một bề một hơi, ở dưới đít nó có một cái nút. Cái nút này mình bấm để mình giữ nó lại á, nó không cho chạy vô á anh. Nè, nút dưới là mình bấm mình giữ lại, còn mình buông ra thì nó chạy vô nha. Nè, còn cái này mình phá lại luôn vẫn được. Đó, nó có 2 mét thôi, hồi nãy em kéo ra cái hết trơn luôn á. Còn rút vô được nè, ngon lành. Một cây kéo cắt ton mà cây này cắt sống có chữ luôn. Cây này size là 2 tấc 75. Với một cây nhỏ, cây này lưỡi thẳng nhỏ xíu à, cũng có chữ nữa. Size có 1 tấc 85 mà. Lưỡi là hông mẻ luôn, nhưng mà không được bén hun nha. Với một cái cây bơm silicon. Cái cây này á, là nó màu đen à, màu đen nhưng mà nó bằng sắt toàn bộ luôn em anh. Cái này là vừa cái chai silicon của mình hết nha. Vừa em mới bán, còn mấy cái chai mà bự quá em chưa bán kìa. Mấy có mấy cái chai cái này mà nó loại chai silicon lớn á, mới lắm của Tajima luôn mà em chưa bán, tại mà không biết cái đó. Mình ở đây mình có chai silicon lớn gì không nữa, cho nên em chưa dám bán. Mã 34 ha. Bốn món như vậy 170 bao ship. 35. 35 là một cây kéo tỉa cành. Cây này là cán mũ, nó thấy nó cũng còn mới mới nè, nhưng mà không có hiệu gì hết trơn nha. Cây này là size 2 tấc nè, rò xo này còn luôn, lưỡi thì nói chung là cây này còn đẹp á. Nhưng mà mình có thể là tỉa những cái cành nhỏ nhỏ thôi, còn tỉa cành lớn là gãy nha, gãy á, nó tại vì nó cán bằng mũ mà. Với một cây kéo nhấp. Cây kéo nhấp này thì này bằng mũ, mũ ở dưới này bằng sắt. Có mắt in da băng luôn. Đó, mắt in da băng nè. Kamaki gì nè. Còn đầu gài là luôn nha. Lưỡi nè mấy anh. Lưỡi thì nó cũng hơi gỗ gỗ xíu, nhưng mà nó không có bén luôn. Không mẻ mà không bén. Cái này về mấy anh có thể là mài được nè. Về mình mài, mài cho nó bén bén. Chứ em thấy là nó không có bén hôn mấy anh ơi. Ừ, cắt cái này đục nhách luôn. Cái này về mấy anh phải mài nha. Mài nó mới bén được, còn không mài nó không có bén. Hai cây này có 140 à. 35, 140. Rồi ba 36 là ba cây tai gian. Ba cây này là dùng để mình gắn cục taro như vậy nè, vô mình gian cái gian cái cây sắt á. Mình muốn gian con ốc mình nó bị tuôn găng phải không? Mấy anh muốn gian lại thì mấy anh cầm cái này nè mình gian. Cái này là nói chung là cái tai gian á. Một cục. Còn mà cái loại này nó có cái gì đây không ta? Nè. Ủa sao em không biết nữa. Cái này em không có xài nữa, em chưa gành, em không có xài tới này cho nên em không có gành đó. Với một cái tay này nhỏ nè, để đo chiều dài đi. Cái tay này là một tấc chín nè, nó không có cái cục ở giữa nha. Cái cục ở giữa thì dễ, về mình mua cái cục giữa mình gắn vô. Cây này chiều dài là 3 tấc 2. Với một cây này là cây kẹp, cũng là kẹp luôn á. Cây này size 2 tấc 05. Cây này thì còn mới nè. Này mình dặn là nó gớt cái cục nó ra nè. Đó, vậy đó. Ba cây này 180, mã 36 180 bao ship. 37, một cây kìm cộng lực. Cây này hiệu là MCC, size 3 tấc rưỡi. Để coi cái cây nó có bị cong. Ờ cái tay nó hơi bị cong cong xíu nha. Nó hơi bị quảnh lên xíu á.
Ừ, cái cây này hơi lưng hơi lệch lệch một xíu nè. Miệng á thì nó bị mẻ hết lỗ rồi. Đây, miệng thì mẻ ngổ nè em anh. Nhưng mà còn cắt dạng mình cắt chơi được, cắt kẹp cũng nhỏ hay là gì đó. Mình cắt cái chỗ mình đừng có mẻ là mình còn cắt được. Để không được mà có không cho điện đâu được. Rồi mình em sẽ đi kiếm cái cọng gì để em cắt mới được. Này nãy cắt rồi búng được, ok luôn á. Đây, bây giờ em sẽ dùng em cắt cái này. Cắt cái này đi. Chứ giờ em đâu có biết cái gì đâu cắt. Chồng em đi đâu mất tiêu rồi. Đây, cắt em anh. Đó. Đứt cái ngót luôn nè. Nè. Cái nữa đi. Này là em cắt ở ngoài chót 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 luôn á. Kìa. Không kè lấy cái cây nó bị lật lên ta. Đột xỉ. Thôi lại cái nữa nghe em anh. Búng tèo tèo không cái nữa đi. Tại vì em sức em nó hơi cũng hơi yếu quá. Chết ngựa rồi cắt một lần hai cây không có được nữa chứ. Trời ơi. Thôi. Nói chung là cắt được em anh ơi. Mệt quá. Có 140 ngàn mà nãy giờ mất không biết nhiêu sức luôn rồi đó. 37, 140 nha em anh. Con này em thanh lý 140. Nhà cắt nó đâu có bị mẻ đâu đúng không? Nãy em cắt cái cọc này cũng bự á. Cái này thì nó tầm 3 ly, 4 ly gì nè. Sắp á. Rồi tới 38. 38 của em là kìm hai nấc nha. Nó gồm nhiêu đây nè mấy anh, hai cây này là size 1,5 tấc, cây này không có hiệu gì hết trơn mà còn sáng, gân cỏ còn đẹp, cây này có hiệu gì nè, Fukun gì nè, size 1,5 luôn, cũng còn mới, gân cỏ này kia cũng đẹp nữa. Rồi với bốn cây này size là 2 tấc nha mấy anh, 4 cây size 2 tấc, cây này có vỏ bọc, hiệu là có hình nội địa Nhật nè, không hiệu gì á nhưng mà có hình nội địa Nhật nè ha. Cái size 2 tấc, cây này cũng size 2 tấc luôn. Có da băng nè. Gân cỏ ok. Rồi tới cây này thì nó cũng không có hiệu gì luôn. Nhưng mà gân gân nó thì nó cũng có sử dụng hơi có dấu một xíu rồi. Rồi tới cây này hiệu hit. Hiệu hit này cũng 2 tấc luôn. Gân cỏ hay nói chung xài cũng có hơi hơi có dấu một xíu nè, nhưng mà còn sử dụng được nha. 4 cây này có 130 ngàn, ủa 6 cây này có 130 ngàn à. Mã 38, 160, ủa 130. Rồi tiếp 39. 39 là khóa vòng. Giá là 260 ngàn bao ship. Nó gồm bao nhiêu cây khóa vòng nè em anh. Đầu tiên là một chè 10, 12 hiệu KTC. 12, 14 KTC. 17, 19 là hiệu là Amon. 21, 17 hiệu Super. Một chè súp be Asahi, một vòng một hoa. Một cái vòng nữa, một cái vòng đuôi gì khóa vòng đuôi chuột á, chìa khóa đuôi chuột, 17 hiệu Lutter. Với một cây này là 24, 27 là của thằng Hit. Một cây này là 26, 23 của thằng Moka. Với một chè là 36, 32 của thằng súp be. Mấy cây này thì cũng có một số cây nó dính nước nó hơi vàng vàng ha. Nhưng mà mấy cái găng nó là còn sử dụng tốt hết nha em anh. Dưới nó không có bị tét. Mã 39, 260, 2, 4, 6, 8, 9 cây nha. 39, 260. 40, chìa khóa 150 ngàn. Thì cái bộ chìa khóa như này ha, 150 ngàn. Đầu tiên là một chè. Ủa, cái nào chè nhỏ không? Một chè 89 hiệu là BBB gì nè. Rồi 10, 12 của thằng My Alloy gì nè. Có hình này đi Nhật nha. 12 một vòng một miệng thì này không có hiệu nè. Rồi 14 một vòng một miệng. Rồi chè này là 10, 11 luôn. Rồi 11, 13 hiệu KTC. 17, 19 chín hiệu xanh kỳ. Rồi 19, 18 hiệu này thằng thằng
Echo gì đó. Mà chị này còn mới quá anh. Chị này chưa xài luôn nè. Chị này còn chưa xài luôn á. 18, 19 luôn. 21, 23. Có hành nội địa Nhật nè. Là của Nhật chứ không có phải Trung Quốc đâu. 24, 27 là gì? Là hiệu KTC. Cái chị này nó không sáng. Tại lý do là nó mạ kẽm lắm anh. Hiệu KTC luôn. Thì chìa khóa không nghe. Không có bán cái ly của em nha. Ly để em đựng á. Với một chè, một dòng, một miệng là 7/8. Cây này cũng quá trời mới luôn. Hình như nó chưa có dặn luôn á. Rồi mã 40, 150. 41. 41 thì cái này cũng hiếm ha. Nó cũng lạ. Cái này kêu là cái gì trời? Cái đuôi chuột hả? Chết ngựa rồi, cái này em làm không nổi rồi. Tại vì em cầm cái là cái này em xay không nổi rồi mấy anh ơi. Cái cây này là 26, 21 hiệu top ha. Còn nói chung cũng khá mới, da băng luôn nè. Một đầu 21, đầu 26. Cái này thì nó dạng cũng giống như cái đuôi chuột vậy đó. Nè. Có dành ở trong nè, mình dạng thì nó sẽ kêu tẹt tẹt tẹt. Xong rồi cái này là cái lúc đảo chiều. Cái chiều vô, chiều ra là nó đảo chiều được nha, nghe ngon lành. Cái này em lăn không nổi rồi. Mà nãy chồng em nó cũng có coi rồi, chắc là còn được hết á. Được quá. Nó cứng, không phải nó cứng mà em làm không nổi. Chứ cái này nó đâu có xét đâu. Còn qua lại ok nha. Ga vô đồ ngon nè. Rồi tiếp tới cây này hiệu MCC 32, 30. Cái này nó cũng y chang cái đó luôn á. Này xay không nổi mấy anh ơi. Tại vì phải cái đuôi chuột có nó lú ra ngoài dễ cầm. Còn cái này nó xét trong khó quá. Cái này thì nó cũng bóp qua bóp lại được luôn. Đảo qua đảo lại được luôn. Mình dặn ra dặn vô được nha. Nè. Mấy cái này thì nói chung còn mới nè mấy anh. Nó còn nè nổi nè. Không phải là cái đó cái kia cứng, nhưng mà cái này bự á, có thể cái chỗ mình bám được á. Nè, này bám không nổi nè. Nói chung là còn được em anh. Nãy có chồng em thẩm định rồi, chắc là ok á. Rồi với một chè này 32, hiệu là Bestenma gì nè. 32 là một miệng nè, với một dòng. Mã dòng này nó cũng ngộ lắm nè. Có cái khớp nó cũng ngộ hơn ta nữa mấy anh ơi. Khớp tại nó như vậy nghe, chứ không phải nó mài trời trời trong đây sao mà mài được. Trong đây sao mà mài được vậy? Chắc nó vậy á, chứ sao mà mài được. Nó gì kỳ nè. Nè, thấy không? Rồi mã này mã 41, 250. Ba cây này 250. Nặng lắm. 42 là tê dấu cộng. Ê. 42 tê dấu cộng nha. 160.000 giống như mọi khi luôn. Rồi đầu tiên là một cái chữ T này là chữ T17. Nói chung mà còn dặn được T. Một cái chữ T10 hiệu mọt ra. Một cái chữ T này á, không phải là nó hư, nhưng mà nó đắp vô một cái đầu này nè mấy anh, cho nó dài ra. Đầu này đầu 19 ly ha. Nội địa Nhật nè, nó đắp cũng còn được. Nói chung mà còn xài được á. Xài vậy cũng chắc chắn cứ ngắt à. Nó hàng thấy cũng được nè, chứ đâu có xấu hay tệ gì đâu. Thẳng băng luôn á, không có bị, không có hậu, hình như là không có cong luôn nha. Thẳng luôn á, hay á. 19 Asahi ha. Một cái T luôn. Cái đó là chế thôi chứ không phải nó gãy nha. Với em tặng mấy anh là một cái đồ mẫu Uri. Một cái này ống điếu hiệu Toyota Motor da băng nè. Điếu này là chắc 21 quá ha. Đầu điếu nè cũng khá mới luôn. Với một cái chữ T. Chữ T này là T hiệu Ton 26 ly da băng ha. Đầu này thì còn đẹp. Chữ T 26 ly luôn. Với một cái dấu cộng. Cái dấu cộng này á là nó 17, 19, 21, 23. Nó hơi bị cong cong xíu thôi. Cong thấy cái dạng mà thấy nhẹ thôi. Tại vì con mắt em thấy là nó bên đây nó cao hơn bên đây xíu nè. Cao hơn có chút à nè. Nói chung là mấy anh dặn còn dặn mấy cái đầu này thì ngon lành đó. Nhưng mà nó hơi hơi cong, cũng như bên đây cao xíu, bên đây thấp xíu nè. Ít thôi chứ không có nhiều ha. Độ cong ít thôi không có nhiều. Mã 42, 160 giùm em ha. Rồi tới 43. Cái này là một siêu phẩm luôn á. 43 hộp khẩu 1/2. Bộ khẩu này thì em bán giá là 650.
Thì trong đây thì nó gồm những đầu như vậy nè, nhưng mà mấy cái đầu này nè là nó còn đầy đủ. Có cây cần này là không phải của nó thôi. Cây cần này là nó bị mất cây cần rồi, nó bị rơi ra mất tiêu rồi, cho nên là em có cây cần này nè xịn luôn, cho nên là em bỏ vô. Với cái cục lắc léo, cái cục lắc léo này cũng không phải của nó luôn. Em lượm ở ngoài em bỏ vô á thì cái hộp nó về còn nhiêu đây nè mấy anh. Nó mất chỉ mất hai cái này thôi, nhưng mà cái này nhà em có cho nên là em bỏ vô. Nhưng bỏ vô là bỏ mấy cái này cũng xịn chứ không có thường. Trong đây thì nó gồm một cái cục lắc léo nè. Cục lắc léo thì còn ngon lành, đầu này đầu 1/2 ha, mới chát luôn mấy anh ơi. Cũng có hiệu gì luôn nè. Hiệu gì á không biết đường đọc đâu. Với một cái cây cần. Cây này là cái cây nối ngắn, hiệu là không biết hiệu gì nhưng mà có chữ da băng nè. Sáng sáng chân luôn. Cái này là mấy anh ơi em nói thiệt luôn, hình như là nó chưa có gắn vô, nó chưa có dặn luôn á. Nó chưa có dặn luôn á mấy anh. Còn mới tới vậy á. Còn cái cây này là cái cây này là có sử dụng rồi nha. Cái cây này em lượm ở nhà em có. Nhưng mà cái thật ra là cái cây này xịn luôn. SK11 ha. Có hình nội địa Nhật, made in Japan. Cây này bằng sắt, ủa bằng inox. Đầu này đầu 1/2. Cục bi nè, còn ngon lành luôn nè. Mấy anh thấy cái độ kêu của nó đã không? Này mình dặn lại, dặn ngược lại là nó trả lại nha. Đó. Nè. Độ gơ thì có nhưng mà rất ít nè. Độ gơ vẫn có nha mấy anh. Nè. Sao ta? Nói chung là có gơ nhưng mà ít đi, chạy cho nó dễ nè. Nhẹ nhàng luôn ha, xịt trơn đẹp đẽ luôn. Mà nó vừa cho nó này luôn mới ghê chứ, nó vừa luôn mới hay á. Còn mấy cái đầu này nè. Đây, trời ơi nó mới rồi luôn mấy anh ơi, thiệt nó chưa có dặn thiệt luôn hay sao á, hay là nó dặn mới có một cái đầu này thôi, còn mấy cái đầu này em thấy là chưa có dấu dặn luôn á. Này thì là 10 ly, nó hiệu là bà lan gì nè, 10 ly có hình nội địa Nhật nè ha. Mấy cái cục nhỏ là nó nhỏ quá, nó không có đóng da băng, còn mấy cái cục bự này là có da băng hết nha. 10 ly nè, 11 ly nè, cũng hiệu y chang luôn. 12 ly nè, cũng hiệu y chang luôn, có hình nội địa Nhật ha. Tới mấy cục bự là nó có da băng. Rồi 12, phải không, 13 ly. Nè, có made in da băng rồi nè. Cũng một hiệu y chang luôn. Nè, hiệu một hiệu y chang luôn á mấy anh. Đó, hiệu y chang luôn. Nhưng mà tới cục 13 ly là nó có made in da băng rồi nè. 14 ly là có này là không có để chứ made in Japan nhưng mà có mộc nè ha. Nó mà nó cũng y chang hiệu luôn. Y chang một hiệu luôn á, nguyên hộp của nó mà anh em đâu lượm được đâu mà y chang hiệu vậy. Này cũng hiệu luôn nè, made in Japan luôn, 17. Này cũng một trang hiệu luôn phải không? Nội địa Nhật made in Japan nè, 19. 21 ly y chang luôn, có da băng luôn nè. Nó chợ đợt này cái cục này thì có made in Japan, tới cục này có chữ da băng không à. 22 ly. Rồi cục này là 23 ly, made in Japan. Nó y chang hiệu luôn á. Cái này cũng y chang hiệu luôn, nội địa Nhật nè, có chữ da băng. 24 ly. Thì nó gồm 10 ly, 11 ly, 12 ly, 13 ly, 14 ly, 17 ly. 17 rồi tới 19. 19, 22, 23, 24. 19 rồi 20 19, 22, 23, 24. Rồi đây nhiêu cục đó nghe mấy anh. Nguyên cái bộ này nè. Rồi bộ này em bán giá 6,5 nè. Hộp thì còn ngon lành. Ngon lành cành đào luôn. Còn móc gà này kia ngon hết. Nè. 43,6,5. Bồi 44 kìm lạ. Bộ kìm lạ em bán giá 160. Một cây này là nó có thép nè mấy anh. Thép cái miệng nè, chưa mẻ luôn ha. Ừ. Làm gì em cũng không biết nữa, mỗi cây nó khác nhau hết trơn à. Với cái cây này có lỗ tròn nè, có để số 28 nè, về mình cái này là mình chế đồ gì á mấy anh ơi. Em nghĩ là chế một cái món gì đó đó. Với một cái kìm cạp, cây này là miệng chưa mẻ luôn nhưng mà nó hơi nặng, nó hơi xét á. Có chữ gì đây luôn nè. Cái này nó có bọc thun miếng lớp vậy, nó hơi cứng. Này em thà nãy thiệt sự là không có xịt G7, phải xịt G7 nên nó cũng mềm mềm nhưng mà bây giờ lỡ rồi em không xịt G7 nó hơi cứng nhưng mà miệng nó thì còn đẹp ha, không mẻ. Với một cái cây này không biết về nó chế gì, cái này có thể chạy ra chạy vô được nè mấy anh. Một cây kìm mỏ dẹp nhỏ,
với một cây kèm mỏ dịch. Trời ơi, cây mỏ dịch này lớn lắm, này phải bu lia ra đẹp nhất nách liền, nhưng mà không có bu lia nha, nó hơi dính nước vàng vàng, nhưng mà miệng cây này còn đẹp, còn sát ha. Bề cái miệng nó là 9 phân giùm em ha. Chiều dài cây này size lớn 2 thước 6 lận. Rồi bộ này thì em bán giá là 44 160 ngàn, 160 bao ship nha. 2, 4, 5, 6 cây kèm. Lại có cây kèm mỏ dịch nó bự quá nè, 44 160. Rồi tới 45 nha em anh. 45 của em là đục. Đục thì nó gồm bộ đục này là 4 cây bán giá 200 ngàn. Một cây đục mỏ nhọn nè. Cây này thì nó đóng ghép thì nó có dấu như vậy nè. Nó bị gì ta, gọi là nó bị teo lại ha. 2 chiều dài là 2 tấc 1. Nhưng mà cái đầu này dễ anh lấy mấy mày ra là đẹp à. Tại em không có rảnh, không có làm cái đó, em không làm. Một cây mỏ nhọn. Cây này size 2 tấc 3. Một cây mỏ dẹp. Cây này size là 1 tấc 9. Với một cái cây này là siêu phẩm. Cây là hiệu M Cuba da băng ha. Cái bản là chắc là để 90 hay sao á. Chiều dài là 1 tấc 9 nè. Cái bản cái này á, là nó gần 9 phân nè ha. Là chắc là để 9 phân đúng rồi đó. Bản nè, không mẻ luôn ha. Còn đẹp cây này thì sơn này kia rất là nhiều luôn. Mã 45 giá 200. 46 đục 17 ly. 46 đục 17 ly thì nó gồm 3 cây đục. Một cây đục dẹp ha, 2 cây đục nhọn. Cây chiều dài đục dẹp là 2 tấc 7. Cây đục nhọn là 2 tấc 6. 2 tấc 6 luôn. Cây này có chữ da băng luôn nè. Cây này có không? 3 cây này đẹp lắm anh ơi. Cây này là của thằng gì nè, có mộc nè. 3 cây này sáng chân luôn á. Bề bản của nó là gần 4/8. Bề bản 4/8 nha. Ở 42 không có. Gì? Vậy có 42. 42 là gì? 42 thấy đắng rồi trời, tiêu cộng. 46 ha. 3 cây đục này. 3 cây đục bán giá 180 bao ship. Rồi 47, 3 cây bào cây. 47, 3 cây bào cây này em bán giá là 180 ngàn, bao ship. Cây này thì chiều dài là 1 tấc 65, độ lớn là 3 phân rưỡi, bề ngang là 6 phân rưỡi. Còn cái lưỡi bào này là cái lưỡi xéo nha em anh. Lưỡi này là lưỡi xéo gì nè nghe, chứ không có thẳng xuống nha. Lưỡi cái này là 4 phần 8 ha. Bàn thì còn đẹp, mà cái ngộ lắm, cái lưỡi này cũng có chữ nhật nè, còn rất là cao luôn. Nó không có đầu chim, nhưng mà nó còn mới thôi à. Nè, lưỡi cũng mới nữa. Cái này làm gì kỳ ha, nó hơi xéo xéo mà anh. Nè, mà cái này đứng xuống luôn. Với một cây này quá đẹp. Quá trời chữ luôn nè. Cây này là chiều dài là 2 tấc 55, độ lớn là 7 phân rưỡi. Còn độ dày nó là 3 phân rưỡi. Còn cái bề lưỡi của nó là tầm 5 phân. Lưỡi 5 phân đẹp nha. Còn đồ chim luôn, cây này rất là mới. Bàn thì nói chung là không có nứt nha. Rồi tới một cây này nữa. Cây này còn lưỡi còn rất là dày luôn nè. Rất là dài luôn á. Mọc còn, đồ này cũng chim cũng còn luôn. Chiều dài là 2 tấc 3, rộng là 3 phân rưỡi, lớn là 6 phân 4. Còn cái bề lưỡi thì nó là ở dưới là nó cong nha. Cái này là có một cái độ có lằn cong á, chứ không phải là bầu thẳng nha. Bầu cong á mấy anh ơi. Cái này là 4/2. Bề lưỡi em đâu 4/2. Lưỡi là không mẻ, còn rất là dày luôn nè. Hơi ấy gì vậy mấy anh mày, đâu có gì đâu. 3 cây này 180, 47 180. Rồi 48, 2 cây mỏ lết. Một cây này á là nó hiệu gì vậy? Có da băng nè, có hình nội địa Nhật luôn. Có da băng luôn mấy anh. Cây này thì nói chung là mới lắm. Ngoại hình thì còn sáng chân ha. Miệng thì cũng có dấu hơi xíu bên đây. Còn bên đây thì còn nó có chút xíu này nữa nè. Nhưng mà thấy vậy cũng còn được ha. Ra vô thì nhẹ nhàng luôn. Với một cây này hiệu Toyota Motor da băng ha. Ngoại hình cũng sáng trưng luôn. Miệng thì cây này đẹp. Cây này không có dấu luôn. Ra vô thì nhẹ nhàng luôn. Ở trong cũng không có dấu luôn ha. Hai cây này 130 ngàn. Thôi nhức nách rồi. 48, 130. 49, 2 cây. Một cây này á, là hiệu Lotto hả? Lotto size 2 tấc. Mà ngoại hình cây này hơi đen. Nhìn là ngoại hình hơi đen nha. Nhưng mà miệng là không có dấu luôn. Đó, miệng thì đẹp luôn, không có dấu. Ra vô thì nhẹ nhàng. Ở trong nó cũng không có dấu luôn mấy anh.
nó chỉ bị dính nước, nó hết màu nước sơn, cái nước sơn ở ngoài của nó thôi, cho nên nó hơi đen đen thôi, chứ miệng cây đó còn đẹp. Rồi tiếp, cây này hiệu Lotte luôn, size 2,5 tấc, hình nội địa Nhật nè. Ngoại hình cây này thì trắng nhưng mà miệng hơi có dấu xíu bên đây nè, trề xíu thôi, bên đây nè cũng có dấu, bên đây xíu nữa, mà ga vô thì nhẹ nhàng ha. Hai cây này 147, 49, 170, 50. Một cây mỗi lết. Cây này size 3 tấc, hiệu Hit. Ngoại hình thì trắng nha anh, trắng tươi luôn, da băng. Đó, cây này thì còn đẹp. Cây này size 3 tấc luôn. Miệng á thôi. Miệng thì thôi nha anh, nhức nách luôn. Miệng thì cây này còn đẹp lắm, hai bên thì không có bị trề. Ga vô thì nhẹ nhàng, còn ở trong nó thì nó cũng không có dấu nữa. Ở trong đó nè. Đó, ở trong thấy không? Rồi cây này thì em bán giá 280 bao ship. Mã 50 280 bao ship nha. Nhiều ạ? 50 hả? 51 là một cây mỗi lết, hàm cá sấu. Cây này hiệu MCC, size 2,5 tấc, lò xo là còn búng luôn em anh. Ngoại hình cây này thẳng ha, lò xo cây này còn luôn. Còn miệng của nó, ôi găng còn đẹp luôn, găng hơi dơ dơ xíu nhưng mà găng còn chôm chỏm, không có xẹp cái nào luôn. Găng này không có xẹp nha, gơ thì cũng có độ gơ chút xíu. Mã 51, 130 bao ship. 52, một cây mỏ lết nhôm. Cái này cán nhôm nha, miệng thì miệng bằng sắt nha. Hiệu MCC, size 3,5 tấc, có chữ da băng. Thì nó cũng hơi có dấu xíu chỗ này. Đó, có dấu xíu thôi nha. Để coi lò xo còn không. Thôi cây này lò xo còn luôn mấy anh ơi, lò xo cái lỗ này nằm trên đầu ha. Găng cỏ nè, găng cỏ là còn chôm chỏm luôn nha, không có xẹp cây nào luôn. Ở trên này hơi có dấu xíu thôi nhưng mà còn chôm chỏm luôn. Nói chung là có xài đó nhưng mà nó có dấu xíu thôi chứ nó còn chôm chỏm luôn nè, không có xẹp ha, xẹp lép luôn là không có. Mã 52, 300. 53, một cây mỗi lết. Cây này xấu dữ rồi. Cây này mỗi lớp gì kỳ vậy? Không biết nữa. Hiệu Lotte, size này chắc cũng 3 tấc luôn, có da băng nữa nè. Mấy cây cái phần đuôi này nó hơi cong cong hay sao ha, lỗi như vậy em không biết nha. Nhưng mà em thấy cái này nó không thẳng, nó hơi bị dảnh lên xíu, cái đít nè, dảnh hơi xíu nè. Đó. Thì cái miệng á thì lỗ này có lò xo không trời? Lỗ này cổ quá hay gì rồi mấy anh ơi. Em không biết nữa, mỗi lớp gì kỳ cục. Để coi găng nó đẹp không. Lò xo cái này thì chắc em nghĩ là cái lò cổ thì chắc không có lò xo đâu. Lò cổ chích ngựa luôn mà, lò xo đâu ra. Nó cắn nhôm luôn em anh. Miệng thì miệng sắt nè, miệng nè, còn chôm chỏm à. Ờ miệng đẹp mấy anh ơi, miệng chôm chỏm luôn. Cây này em bán giá 240, mã 53 thôi. Cây này bán 200 mấy giờ? 220 được chứ. Cây này mã 53, 220 thôi, 220 ngàn. Cái nó xấu à? Không phải nó xấu gì nhưng mà số thấy nó cổ làm sao em. 220 đi anh, đi do lẹ ha. 53, 220. Rồi tới 54, một dây an toàn. Đây một cái cọng dây an toàn. Đây là cái móc an toàn. Cái này nó si hay gì á? Nó si màu hay là nó mới như vậy không biết nữa. Nó cũng hơi, nhìn như vậy thì nó hơi cũ cũ nhưng thật ra nó cái dạng là giống như là mạ kẽm vậy đó. Nó vậy đó. An toàn ok nè, nè. Móc cái dây á, dây thần, cái cọng dây thần này nè mấy anh, là nó không có bị xước hay là không có bị tươi gì hết nha. Rồi cái này là cái đồ mà đeo vô cái lưng mình á. Cái này cũng giống như là cái cọng dây nịt vậy đó. Có một cái túi luôn mà đựng đồ nghề luôn nè. Mấy cái này thì còn ngon. Hiệu là Toyo Sally gì nè. Nó có hiệu ha. Cái cọng dây này á thì còn đẹp nè. Nó chỉ hơi dơ dơ thôi, dơ dơ á. Còn cái này thì nó gà ok. Logo ở trong nội có logo nội địa Nhật luôn mấy anh. Này thì giờ mình đeo vô bụng mình thôi à, có túi đựng đồ luôn. Cái này thì em bán nhiêu ạ? Hả? 24. Rồi cái này cái móc này nó hơi cũ cũ xíu. Cái này em bán giá 210 đi. 210 thôi. Rồi. 56 210. Ủa 54 hay gì á, cái đó 54 hay gì á, 54 210. 55 là mũi phan cây. Mũi phan cây này poly sạch sẽ rồi mấy anh ơi, nay poly sạch sẽ rồi,
có cái mũi này là em phải biết ghi nhiêu, cho nên là cái mũi này em không có ghi nha. Ở bên đây là nó 22, còn bên đây là 40, có thể là tăng đưa ga vô hay sao á. Còn đậu lục giác ở cái bộ này lục giác nhiều lắm á. Cái này lục giác không phải không? Lục giác bự, lục giác bán dít nè, được 3 cây. Cây 12 ly 5, cây nè, mấy cái đầu này em có ghi hết trơn nè, 15 ly, 12.5, 18 ly, 15 ly, 8 ly, 7 ly rưỡi, 18 ly dài, 33 ly, 36 ly, 21 ly dài, 24 ly. Thì mấy cái mũi này nói chung cũng dài dài không à, đâu ngắn đâu, ngắn có mấy mũi này, đầu lục giác này ngắn. Vậy anh em không ấy thì mài. Vậy thì không bén thì mấy anh mài ha, còn mấy cái đầu thì còn nhọn hết á, mấy cái đầu này thì còn nhọn mà còn không bén thì mấy anh mài được. Rồi, mã 55, 230 giống như mỗi khi luôn, là nó gồm 12 mũi nha. Nó 230.000. 56, 3 cây xà cầy. Một cây xà cầy này size 3 tấc 3. Miệng nhỏ nè mấy anh. Miệng thấy cũng còn đẹp ha. Còn ở dưới này miệng còn đẹp nhưng mà gãy cái mỏ chút rồi, nhưng mà còn nhỏ được ha. Một cây này size là 5 tấc. Miệng hơi có dấu một xíu nhưng mà còn nhỏ được em anh. Nè, miệng hơi có dấu một xíu chỗ này thôi à, nhưng mà còn nhỏ được á. Đồ nại nè, còn được luôn. Cái này về mà mình tỉ mà mốt hư cái đầu mấy anh để dành nại dán đi ngon lắm. Nó không, nó cứ ngắt là nó không có bị cong. Cây này cũng có hiệu luôn nha, size 6 tấc. Đầu nại nè, ok. Đầu nhỏ nè, đầu nhỏ thì không có dấu ha, mỏ không nhọn thôi nhưng mà cái miệng thì còn đẹp. 56, 200. 57, một cái ghiều. Cái ghiều này bán 150.000, có chủ nhật luôn nha mấy anh, không có cán. Cái bài lưỡi không là 1 tấc 4 nha, còn cái độ lớn của nó là khoảng 5 phân rưỡi. Mã 57, 150.000. Độ gỗ cũng không có nhiều, cái này cũng nói chung mà thấy còn đẹp á, chứ đâu có gỗ nhiều đâu. 58, 2 búa. 2 búa, một cây búa đóng 2 đầu nè. Cái búa này thì có mọc, chết ngựa dính gì vậy. Có mọc nè, 2 đầu đóng thấy cũng ok, cán còn đẹp nha. Một cây búa tạ, cây này nó nặng 2/1/2 LBS nè. Cái này có mọc luôn, đầu đóng hơi có dấu nè, bên đây cũng hơi có dấu nhưng mà mất thịt này kia là không thấy nha mấy anh. Đó, nó có cái lặn gì đây nè, không biết nữa, làm dấu hay là nó đổ gì đó chứ không phải là hư đâu. Trời trời, không bé búa mà bị nứt, ông nội ơi, không có đâu nè. 58, 190.000. Cái búa này nặng tại cũng ký gửi á. Đợt, anh cần thử cái búa đó nhiêu à? Búa này hả? Ừ. Anh cần cái búa bự thôi. Ký mấy? Ký 4. Ký 4 mấy anh. Ký 3 mấy á. Yếu ký 4 xíu. Rồi, tới cái này cũng có mọc luôn nè. Búa này nặng 1 ký gì kỳ. Này ký 35. Nội. Thấy nó sát nó bự hơn cái cục kia dữ vậy. Mà sao nó để con ký 35 vậy cha? Nhiều. Gì kỳ? Nữa. Mà sao thiệt? Thấy này ông nội này bự dữ vậy? Đầu đẹp mấy anh ơi, cái này đầu đẹp. Đây đây đây. Này đây đây. Nó cũng chạng, cầm thử. Chạng đít á. Nè, nhìn hai búa nè. Nhưng mà em cầm á, em cầm thử coi. Không, nhưng mà hình em cầm hai tay. Ai ừ. Không, không. Nhưng mà sao kỳ ha, ngộ à. Cán thì còn đẹp nha mấy anh, hai đầu đẹp. Cái búa này xịn luôn, có mọc luôn á, mà hơi có dấu nè, cũng như để lên làm cái đe đập á, cho nên là hơi có dấu một chút thôi. Còn hai đầu đóng ok. Với một cây búa đóng hai đầu, búa đóng hai đầu này cũng không có mất thịt dây hết, cán đẹp luôn. Hai cây này giá 200, mã 59 200. 60. Một cây búa đóng hai đầu nè. Cái búa này giống như có thép vậy đó anh ơi. Ủa vậy có 500 vậy, nó hơi hít 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 á. Cây này có mọc nè. 300g, hai đầu đóng đẹp. Không có kén. Một cây búa bi, trời ơi. Búa bi nó bự. Búa bi này nặng ký 2. Thì nó cũng hơi xấu mà anh, đầu bi nó cũng hơi tà rồi. Rồi cái đầu dưới đóng nó cũng hơi có đồ bè bè ra nè ha. Nhưng mà bi lớn. Cái chỗ mà tra cán thì còn đẹp ha. Ừ, cái cây này mà phải còn đẹp nhất nách luôn. Nó không có để chữ gì hết trơn nha. Mã 60, 180.000. Cái cây này thôi thiệt luôn là nó còn đẹp hoàn hảo luôn, thì chắc cũng nhất cái găng luôn. Rồi, mã 61. 61, 160.000. Bảo vậy được lâu lâu được cây búa bi cũng mừng. Mà nói vậy không phải hết mừng. Một cây búa đóng đinh, cái đầu nó xấu quá rồi mấy anh. Sao kỳ á. Không, ý là nó làm như vậy á, chứ không phải là nó vậy đâu. Nè,
chứ không phải nó làm hư đóng hư đâu. Nè, nó ở trên nó có một lằn ha, ở dưới đây nó có một rãnh cao hơn ở dưới một xíu nè, đầu vô lên trời, nó lên xuống quắc luôn, chút xíu nhỏ được gì cho nội mà cán còn đẹp. Một búa bò, bằng sao á, là nó mới 21 gì nè, đầu đóng thì nó cũng có mẻ xíu thôi, có mọc cán còn ngon. Hai cái đầu đóng, búa này búa hai đầu đóng, hai đầu đóng này cũng có mọc, cán thì hơi xấu hơn xíu nhưng mà búa này đẹp, nhưng không có mất thịt da đâu trơn. 61 trăm sáu 62 62 ba búa, một cây búa gò, một đầu đóng, một đầu gò ha. Hồi cái búa này còn đẹp nè, 100 gram à. Cái búa này bằng sợi thủy tinh luôn. Ủa, bằng sợi thủy tinh hay bằng mũ gì á trời, có chữ gì đây vậy? USE. Rồi cái này là liên quân liên minh gì nè, quân với thằng Mỹ á, cái gì đó liên gì đó, hợp tác cái gì đó quên mẹ rồi, gì in on rust gì đó. Trời ơi, nói chung là hiệu, nói chung là giống Mỹ quá à, thiệt á. USE, thường thường USE là nó có là cái gì với cái Mỹ, thằng Mỹ á mà em quên tiêu rồi. Nè đầu đóng nè, này đầu nhổ đinh trồ, đầu nhổ đinh đẹp á, đẹp, cái này búa này cũng đẹp á, cán cán này chùi ra là đẹp luôn á. Này nó bằng cái gì á chứ không phải là nó bằng cây nghe, mà nó cũng không không phải bằng sợi thủy tinh, bằng mũ hay sao á, bằng mũ hay gì á. Này cũng có mọc nè, 300 gram, cán đẹp hả anh, hai đầu đẹp luôn. Rồi ba cây này 150, trời ơi ghê dữ rồi anh, trời ơi. 63 ba món ăn chơi, ba món này là cái giống như là cái cuốc để mình xới đất như sao á, giống mấy mày biết giống gì không, giống cái này rồi để mình, họ giống như cái lưỡi này hồi đó mình cài xuống về cho con cháu đi cài á, giống giống vậy á, với một cái lưỡi này giống như lưỡi giá vậy mà anh, có thiệt cái gì đây nè, giống như cái lưỡi giá không, cái lưỡi sẻn vậy đó. Mình cái này là mình về mình làm xà beng ngon luôn nè, mài chỗ này bén là mình sắn cái đồ đứt luôn á. 7 phần ha, còn cao lên vậy nè, 1 x 25, với một cái cuốc chim. Cái cuốc chim này có mọc hình dâu luôn, bắt đầu này nhọn, bắt đầu dẹp ha, size chiều dài là 1 x 1.5, còn mà đồ bãi lớn cái đồ bè ngang lớn là 4 phần rưỡi. Rồi 63 220 ngàn, ba cục này 220 nha. Rồi 64 64 là bộ làm giường, bộ làm giường hôm nay thì em bán 180 ngàn bao ship, thì nó gồm hai lưỡi liềm, hai liềm ha, hai cái này về mình mài được hết nha. Một cái xuống hơi xét xét xíu mấy anh ơi, không có bu lê gì trơn á, mà thấy cũng còn cứng cáp nè, nên bán thôi. Này là bồ cào 4 tre, cái màu cào ba tay nè, nè xét xét gì như nó đâu một đâu đâu gỉ đâu, phải một làm dục rồi chứ em không có đem đem bán đâu. Một cái này là cào cỏ, thêm một cái này nè, cào cỏ xịn nha, này về mài bán bán là mấy anh cào ngon á, gãy cán tiêu rồi, về làm cán ha. Với một cái cây này, cái cây này mình có thể mình tăng đưa ra được nè mấy anh, này mình dặn ở chỗ này nè, cái này mà đi biển là mình cào con nghêu là nhức nách, thấy người ta cào nghêu rồi nó nãy hỏi bung ra chả bá lửa luôn nè, thấy không, con này có tóp lại bung ra chả bá lửa luôn nó hay vậy đó. Với một cái cuốc, thật ra cái cuốc này nó xét thiệt, phải nói là nó xét đúng xét luôn, nhưng mà không có một nó không có vuột mấy anh ơi, nè nó bị gỉ từ lưng dưới chân nè, ừ mà nó bị gãy như vậy á, cho nên là thôi bỏ đây luôn đi. 64 108 bao ship. 65 kéo lõi, nó gồm 3 cây kéo lõi nha, 180 ngàn bao ship luôn. Rồi gớt nữa rồi, mỗi cái cây này á lưỡi thì nó còn nguyên à, hơi hơi xét xét nè, không có mua liên nha, lưỡi là không mẻ nhưng mà cán gãy nó quấn giải nè, thấy ghê nè, cho nên thôi thanh lý luôn. Một cây này, cây này thì cán nhôm mà nó ngắn nha, lưỡi thì không mẻ nhưng mà hơi xét, có lỗ nữa. Mà không, mà cái này đáng lẽ là lưỡi mình bu lia ra mình còn bán, em còn bán với cái kia được, nhưng mà thôi thôi làm biến quá. Anh em muốn có tiền mua làm bạn khác. Ờ với mấy anh quên nãy quên nói nữa, mấy anh thấy thích kênh thì cho anh xin một like nha mấy anh, một like để đăng ký. Ủa bậy, mà làm một like lấy ra tương tác với ai chưa đăng ký thì bấm vô đăng ký ủng hộ em nghe. Rồi cây này cắn nhôm nữa, ủng hộ lưỡi này là lưỡi này không mẻ luôn mấy anh ơi, khít luôn, cũng còn khít khít. Này về mấy anh mài cho bén là ok. Ba cái như vậy, mã 65 108, 66 cưa, cưa 66 230 ngàn một cái cán nè. Hả?
cái cán này nè, là mình có thể mình gắn hai lưỡi này nha. Cái cán này mình có thể gắn được ba lưỡi vậy luôn. Lưỡi này là không mẻ, lưỡi này thì hơi nhăm nhăm xíu à. Ủa bậy, trời ơi, em nói với em khùng điên vậy. Lưỡi này lưỡi nhuyễn nhưng mà nó không mẻ luôn nghe. Lộn, trời ơi. Lưỡi này thì y nguyên luôn, nhuyễn luôn, không mẻ luôn. Ủa, không, không, cái lưỡi này nó bị gãy, có găng một. Cái này thì mình gắn vô ba lưỡi này ha. Một cái này là lưỡi nhỏ, lưỡi nhỏ để mình cắt cành nhỏ, coi chữ luôn nè anh. Một cái sứa, ồ cái sứa này sứa lớn luôn nha, không mẻ nào luôn. Đây, với một cái này có cán luôn nè, có chữ luôn. Lưỡi bên to còn nguyên luôn, không có mẻ. Còn bên này là bên nhuyễn hơi có nhâm nhâm xíu, cái này là một gân, hai gân, ba gân ha. Đây nữa gân nó bốn gân. Cũng như bên đây mẻ hơi mẻ bốn gân, năm gân, nhưng mà mẻ nhưng còn cắt được cái anh nè, mẻ cũng đâu cục sát đâu. Với một cái này cũng có chữ luôn à. Lưỡi, ủa cái mỏ thì nó gãy rồi. Cái lưỡi này còn nguyên, không mẻ luôn, lưỡi lớn ha, có chữ luôn em anh, cán dài. Bộ này em bán giá 230. 23 230 bao ship. 66 hay 63? Ủa? 66 230 nghe sao sao lộn nó hoài là sao? Biết cái khùng cái gì á. Một cây cưa ship. Lưỡi này còn nguyên, không mẻ luôn em anh. Cán rồi còn đẹp, gấp lại cũng còn ngon luôn. Nó. Nè, ok. Một cây kéo tỉa tới cửa cạnh á, cây này không bén em anh. Cây này lưỡi dài nhưng mà không bén cán cây. Từ ốc ra tới ngọn là 2 tấc. À, còn dài hết luôn là 5 tấc rưỡi. Còn cái lưỡi là 2 tấc. Cái mỏ này bên đây nó không được nhọn hung nè. Cái này là không bén luôn nghe mấy anh, về mấy anh phải mài nghe, mà lưỡi này không thấy mẻ nè, nhưng mà mấy anh về mấy anh mài đi, cây này xài ngon tại vì lưỡi quá dài luôn mấy anh, lưỡi dài. Cây này mã 67 150. Hai cái này 150 rồi, nổi cái cây này không bao nhiêu tiền rồi thiệt á. Cái này thiệt mấy anh ra bãi cả 100.000 á. Thôi tụi em bán trên đây thôi, mày bán vậy đó. 68 200.000 thiệt. Anh nào ở bà, anh nào ở trên Sài Gòn mà có đi bãi cây đó lại gì tệ, là bãi bán cũng 70 hoặc 80. Tính ra 70 80 tiền ship hết 30 nữa rồi. Còn cái kia có cây vậy bán cũng như bán cái sứa tặng cái đó luôn. Rồi tiếp lấy cái này đi, để tào lao hoài nè. Một cái cây này là cây đội chữ A. Đội chữ A không biết hiểu sao mà cái lỗ này nó vậy lắm anh nè. Không phải là bị nó bị lắc đâu. Rồi rồi nghe thôi, cái loại vô nè, ví dụ để chọc nó xéo á thì nó sẽ nghi quay được, thấy không? Nó có đầu gơi. Chắc vậy. Chai nước em đâu mất tiêu. Nè, cái loại này. Cái loại này nó hai gân. Hình như bên đây nhuyễn, bên đây to hay sao á. Hồi nãy em xay lại chỗ này nè nó không ấy. Nè. Cũng như là đầu tiên mình dặn nó có hai loại gân, cái nhuyễn gân to. Này có khớp. Hai khớp. Nè mấy anh để ý đi, trong đây nó có khớp nè, đội còn đội kia là nguyên cái này là cùi xong này không đúng không? Còn cái loại này ở trong này gân nhuyễn nè, ngoài này gân to. Một loại mình dặn ở dưới thì nó không có bị gì sao? Mình dặn cũng như là dặn dặn một cái gân nhanh, cái một cái này cho nhanh nè, còn này là dặn chậm nhưng mà nó lực. Lực nó nhẹ. Nó nhẹ lực ha. Nè. Cái như giờ mình dặn vậy đi cho lên tới tới xe đi. Ừ. Đó. Mà cái con này nè mấy anh, nó màu nâu hay màu đen gì nha. Nhìn nó hơi dơ nha. Màu hột nhãn. Nhìn nó hơi dơ nhưng mà chén còn đẹp nè. Đó. Nè, nhưng mà nó hơi dơ, con này dơ. Tới gần nhuyễn. Nhưng mà xét là đó. Thấy xét là không không có xét một vụ một. Ký? Không có biết, không có để. 750 ký chắc. Xét nó bằng cái con hôm qua hôm kia mình bán. Thì con này tầm khoảng 700 ký đi. Không thôi 650. Dịch đít lên anh. Con này dơ thôi chứ mà anh về em, về là em nghĩ là mấy xịt là nó sẽ sạch á. Sẽ đẹp á. Còn cái loại này cái gì nè, nếu mà cái độ gơ của nó là nó lắc qua lắc lại vậy nè. Còn cái loại này thì nó sụt tới lui vậy nè. Nè. Mà trong này nó có cái khớp nữa mà anh thấy không? Nè. Nó làm có cái khớp vậy nó cũng có vấn đề chứ không phải là cái khớp vậy được dán đâu. Đặng cho dù mình để trên cái mặt lộ phải không? Ừ. Đợi xe lên hơi nghiêng thì cái độ này sẽ nghiêng luôn vậy nè. Ừ. Nếu mà để nó cứng ngắc ví dụ cái mặt lộ nghiêng thì nó bị cấn bên mép này thôi. Nó nghiêng lắc tới lui vậy nè. Rồi, rồi đi. 68 200.000.
69. 69 là một cái thùng đồ nghề, thùng nghề loại dày nha anh. Tại vì nó có cái lằn này, có cái cây này ở trên đây nè, tay cầm ở trên đó cho nên là loại này dày nha. Chiều dài là 3 tấc rưỡi. Độ lớn bề ngang là 1 tấc 7. Còn cao lên là khoảng 1 tấc 7 luôn. Thùng này ngon đấy. Mua thùng tặng đồ nghề. Tặng đồ nghề, không phải tặng đồ nghề, trong đó nó để sẵn chạy vậy á, là không có lấy ra thôi chứ không có tặng gì hết trơn á. Có buồn mở ghi nữa nè. Rồi là như đây là nên xài mua là biết nhiêu tiền. Mấy cái này là mấy cái bát á mà. Bát này bằng inox không à. Nè. Bát ăn lờ á. Mình có à, mấy anh biết làm gì không? Mũ khoan luôn. Cũng này cũng mấy anh tưởng tượng giống như mình cất nhà tiền chế á, mà mình để mình kê cái đòn tay á cho đừng có tuột xuống á, mình bắt ốc vô á, nó lợi đó đó. Nè, ở đây em kêu là cái gì quên. Cái con lờ. Ủa. Cái ke. Cái này cũng như cái ke vậy đó. Nè một cỡ một luôn nè, inox không à. Có đinh thép. Nhóc luôn á. Nè, con máy gì trời. Còn tắc kê đinh gì vô tụi nó hộp vô. Cái thùng này mấy anh tưởng tượng đi nặng 5 kg á. Không. Đây tắc kê nữa nè. Này là gì? Một giác với cái gì á, không biết nữa. Có đinh luôn. Có đinh nữa ha. Cái đinh tôi có rất vàng không? Này đánh mới quá trời. Rồi. Cái thùng này nó bị lủng lỗ nhà. Đâu. Trời ơi lủng có lỗ à. Nó cắn gì vô á. Đó, lỗ chút xíu. Rồi. À, không có móp ở đâu hết trơn nha. 69 400. 70. Tẩy đi cái thùng này anh em là đi câu là 70. Cái thùng này là thùng đi câu nha. Mà mấy anh có thể đựng đồ nghề luôn là cũng ngon. Cái này là của Mỹ, lấy USA nè. Ừ, của Mỹ đó chắc chắn luôn. Tại vì nó Mỹ xuất Nhật chắc luôn. Tại vì nó có chữ Nhật hay chữ Mỹ không nè. USA nữa. Có hình lá cờ nữa nè. Móc đồ ngon lành. Thao luôn gì. Đi câu. Thùng đồ câu mà. Thần đựng đồ câu không à. Đó. Này thì nó có 2 tầng. Mình kéo lên nè. Nó. Mình kéo lên chứ không phải mở lên, kéo lên nha. Nè, nó có 2 tầng như vậy nè. Ở trong đây á thì ai đi câu mà biết. Em đây. Cũng có đi câu. Có cước luôn, trời xịn vậy. Cước nè. Này cước. Không biết. Cước này chà bá lửa luôn. Một cộng bự, cộng nhỏ. Anh em đi câu mua hai cái bục này thôi là bục này chị mấy à? Chị 15 hả? 15 ngàn cục phải không? Chị 15 là nhiêu cục? Chị 15 ngàn rưỡi. Ngàn rưỡi. 1 2 3 4 5 6. 6 cục. 7 8 9. Phải không ta? Chắc vậy á, ngàn rưỡi á. Này tới này, 11. Nhóc cục. Luôn nè mấy anh ơi. 8 10 12 cục. Đây nữa nè, nguyên bịch luôn nè. 12 cục. Nè ai đi câu là phê. Đang đang lên cạnh. Cái này chưa xài luôn. Có lưỡi câu luôn nè. Quá trời luôn. Thì vậy đó. Thì cái này thì em bán em cũng để em đây luôn. Trời trời, hai bịch này là biết bao nhiêu tiền rồi đó mấy anh, nặng lắm. Không, nhiêu đây là 45 ngàn nè. Có nửa ký không? Cái gì, mười mấy cục, 12 cục. Là nhiêu? Chị này dây luôn. Nè nè, lưỡi câu luôn, lưỡi câu luôn. Nãy em thấy có con nhá giải. À, con này. Có con. Cái này là mình luôn. Mình câu cá gì quên mẹ, cá chẽm. Cá chẽm cá lóc rồi anh, này bị mèo. Lô cá chẽm. Câu lua. Này gì? Ai biết, thôi bỏ vô đi mệt quá, để tôi đo cái nè. Cái này là mũ nhưng mà nó mà cái loại nó là mũ dẻo nha. Nó mũ dẻo chứ không phải mũ giòn đâu mấy anh, sợ nó bể ha này kia. Đâu rồi cái thước nó mất tiêu. Thùng đi câu nè. Cái móc bị nóc luôn, nặng người ta đi câu bị. Chiều dài 3 tấc 2. Cao lên 1 tấc 75. Độ lớn của nó khoảng 1 tấc 7 nha mấy anh. Cái này bằng inox, bằng thao luôn. Đúng đồ đi câu. 70 450 bao ship. Đặt nít lên. Đừng biết chi không? Không bể. Đặng mình đi câu nước biển nó không có mục này. Ừ. Luôn. Rồi. 71 lại cái kích cáp này bị trả về nè mấy anh. Bé anh biết lý do làm sao không? Anh nói là nhỏ quá. Mà trên clip là em có nói là cái này nó cảo ha, nó kích được bao nhiêu ký là em có nói rồi ha. Nhưng mà đi ra tới chỗ thôi, mà cái con này là có để 800 ký luôn á mấy anh.
Nhầm con lúc trước em bán nó đâu có để 800kg đâu, nhưng mà xác của nó bằng con 800kg. Mà anh nói là nhỏ gì đó. Sẽ đi rồi về cho nên 100 ngàn mà trả có 50 ngàn à, mà làm như lớn lắm nó hoài. Móc đồ này kia là còn ngon hết nha. Con này thì nói chung á, là cái con này á là còn đẹp. Găng cỏ thì mang yên tâm đi là còn ngon hết. Con này nói chung là còn mới mà, nó còn nước sơn rất là nhiều. Nhìn cái tay cầm nữa nè mấy anh nè, là cái tay cầm xuống anh. Nè tay cầm thấy không? Là cái cây này còn mới em anh, nó thẳng băng là không có cong luôn, 800kg. Thì coi giờ coi đúng số ký mà mua ha. Còn cái này dây này là không có tua. Dây không tua ha. Thì em bán lớn thì em nói lớn, còn nhỏ thì nó nhỏ à. Nó bậy đâu. 71. 350. Rồi tới 72. 72 là bộ xà bần ha. 250 ngàn. Bộ này thì vậy mấy anh phải chỉnh sửa này kia mới sử dụng được nha. Còn đương nhiên rồi, về giày là sử dụng liền là không có được. Thì chìa khóa thì với kiềm hai nấc là sử dụng được. Còn mấy cái này là mấy anh về phải chỉnh nha. Có gì chục vít nè, có mỗi lết nè, cái này không biết bị gì á. Rồi cái kìm cót nè, kéo giải nè, kéo ton nè, có lưỡi cưa nữa, có kéo nữa, rồi có mấy kìm này cũng mẻ găng nữa, có một cây búa nữa nè, cây búa hơi cũng hơi tà tà, vít, kìm, rồi toàn bộ dưới là chìa khóa, ai da, nói không, nói chung là đồ xài không đó, đồ xài gia đình không đó, mỏ lết nữa nè, mỏ này về cứng lắm mấy anh, về phải gỡ ra nghe, với đồ mỏ buri nè. Với chìa khóa thì nó có tốt, có xịn, có thường thôi, tụi lượt dưa trong đây hết. Nè. Rồi, mã 72, 250 ngàn, bao ship. Rồi, tiếp, mã 73. 73, 250 luôn, thì cái bộ này thì cũng vậy đó. Thì mấy cái này về cũng phải chỉnh sửa mới sử dụng được nha mấy anh. Kéo da to nè, búa nè, mỏ lết nè, trục vít nè, lưỡi cưa nè, kéo giải, đang cây kéo giải nữa, kìm, rồi kéo, rồi cái này cái gì nè, này cái là gì á, búa, rồi, toàn bộ dưới chìa khóa hết luôn, rồi hai bộ hôm nay em thấy đẹp á chứ. Bữa hỏi em thấy trên bãi nó bán 80-200 gì á. Má cây mình hơi cong cong chút rồi. Rồi mã này là mã nhiêu ạ? 73-250. 73-250. Rồi em kết thúc video mấy anh ơi. Thì anh nào thấy thích video cho em xin một like. Tới đây em kết thúc video. Xin chào tạm biệt tất cả mấy anh mấy chú. Hẹn mấy anh chú trong video sau của em nữa nghe. Bye bye.